cướp cướp có ai không cướp đang đi vào trung tâm mua sắm thì một tên cướp từ đâu xuất hiện cướp lấy túi sách của tôi vì tôi đang mang thai nên không thể làm gì được chỉ biết đứng đó kêu cứu hai phút sau một cô gái trẻ chạy lại đứng trước mặt tôi vừa thở vừa nói túi của chị đây tôi ngạc nhiên thấy chiếc túi của tôi đang nằm gọn trong tay cô gái đó tôi đưa tay nhận lấy chiếc túi với tấm lòng cảm kích cảm ơn em nhé chị cứ tưởng là sẽ mất cơ làm sao em có thể lấy lại nó trông em mảnh mai thế này không có sức thì phải dùng trí chị ạ là thế nào em làm chị tò mò quá em cũng đang đi ngang đây thì nghe thấy tiếng kêu cướp em nhìn thấy một người đàn ông đang cắm đầu bỏ chạy em đoán đó là tên cướp nhân lúc hắn ta đang quay lại nhìn xem phía sau có ai đuổi theo không thì em đã cố tình lao xe ra để hắn ta không để ý mà đâm vào hắn ta bị ngã và chiếc túi sách trên tay cũng văng ra hắn ta định bỏ dậy để lấy lại chiếc túi thì em kêu lên là công an đang đi tới hắn có tật giật mình nên đã nhanh chóng chạy đi và em dễ dàng lấy lại chiếc túi này cho chị em dũng cảm thật đấy không phải ai cũng làm được như em trong tình huống đó đâu huống chi em chỉ là một cô gái chị quá khen rồi ạ thú thật là lúc đó em cũng sợ lắm nhưng dù sao cũng lấy được túi cho chị rồi. À, chị xem có mất gì không? Tôi mở túi ra kiểm tra, thấy mọi thứ trong đó vẫn nguyên. Không mất gì em ạ, à. may quá. Vâng, lần sau chị nhớ cẩn thận hơn nhé. Thôi, chào chị nhé. Từ từ đã em. Tôi lấy một tờ 500.000 đưa cho cô gái. Chị không mang nhiều tiền mặt, em cầm tạm uống nước nha. Ấy, chị đừng làm thế ạ. À. Em giúp chị không phải vì tiền đâu ạ. À. Chị không có ý đó Chị chỉ muốn Em hiểu Nhưng em không nhận đâu Chị cất đi ạ Cảm ơn em nhiều lắm Chào chị nhé Em có việc phải đi rồi Nói rồi cô gái đó lên xe phóng đi Mà tôi còn chưa kịp hỏi tên Tôi là Thanh Huyền 30 tuổi Hiện tôi đã có chồng Và đang mang thai đứa con thứ hai Chồng tôi là một chàng trai từ tỉnh lẻ Bằng tuổi tôi Trước khi có được hạnh phúc như hiện tại, chúng tôi đã phải trải qua rất nhiều khó khăn và thử thách tôi sinh ra trong một gia đình danh gia vọng tộc ông bà ngoại tôi sở hữu một công ty thủy sản lớn mẹ tôi là con duy nhất nên sau này toàn bộ cơ ngơi sẽ thuộc về bà vì vậy ông bà rất khắt khe trong việc chọn con rể để nối nghiệp bố tôi cũng xuất thân từ tỉnh lẻ nên khi mẹ tôi giới thiệu ông là người yêu thì ông bà đã phản đối quyết liệt họ muốn tìm cho mẹ tôi một chàng trai môn đăng hộ đối, xứng với địa vị của gia đình. Nhưng mẹ tôi chỉ yêu mỗi bố tôi và vì thương con, ông bà cuối cùng cũng nhượng bộ. Bố tôi rất thông minh và lanh lợi, nên ông bà đã bỏ qua sĩ diện gia đình mà chấp nhận cuộc hôn nhân đó. Nhờ sự hỗ trợ của bố tôi, công ty ngày càng phát triển, dần dần ông bà chuyển giao quyền quản lý công ty cho bố tôi. Đến thời của tôi, lịch sử dường như lặp lại khi tôi đưa chồng hiện tại về ra mắt bà không ngần ngại nói thẳng trước mặt anh rằng bà không chấp nhận anh làm con rể tôi bảo anh về trước rồi có gì chúng tôi sẽ nói chuyện sau khi anh đã ra về chỉ còn tôi với mẹ ngồi với nhau tôi hỏi mẹ mẹ à ra bảo có gì không tốt tại sao mẹ lại không ưng anh ấy ạ à? hay chỉ vì anh ấy là dân tình lẻ? đúng vậy Thứ thấp hèn như thế không xứng đáng với con. Mẹ sẽ tìm cho con một mối khác. Con hãy chia tay với nó đi. Nhưng con yêu anh ấy. Dân tỉnh lẻ thì sao chứ? Chẳng phải bố con ngày xưa cũng là dân tỉnh lẻ sao? Mẹ cũng yêu bố mà. Bốp, một cái tát sáng xuống má tôi đau điếng. Mẹ tôi hét lên với tôi. Con dám nói với mẹ thế sao? Chính vì bố con xuất thân nghèo hèn nên đã đi cặp bồ với một con đàn bà có cùng đẳng cấp đấy. Bố con đã cắm cho mẹ bao nhiêu cái sừng trên đầu? Mẹ đã đau khổ như thế nào, con không nhớ sao? Ngày ấy, tôi mới 14 tuổi, một đứa trẻ ngây thơ và trong sáng. Tôi sống trong tình yêu thương của bố mẹ, nhưng không hề biết rằng đó chỉ là một cái vỏ bọc. Bên trong thực sự là một điều tồi tệ, đầy những bí mật tôi chưa từng biết đến. Trong một lần tình cờ, tôi đã nghe được cuộc cãi vã của bố mẹ tôi ở trong phòng làm việc. Anh nói thật đi anh qua lại với con đĩ đó bao lâu rồi hà không phải là con đĩ cô ấy là một người hiền lành và lương thiện không phải đĩ sao vậy bố của đứa con gái của cô ta là ai cô ấy bị người ta cưỡng bức thôi cô ấy chỉ là nạn nhân của một gã đàn ông đồi bại mẹ tôi cười khẩy <cười> nạn nhân sao vậy thì anh cũng là một kẻ đồi bại khi đã làm cho cô ta có thai bố tôi bắt đầu hoang mang em sao em biết chuyện đó không những thế mà tôi còn biết rất rõ đứa bé trong bụng cô ta là con trai đúng chứ bố tôi đứng ngây người ra đó không nói được câu gì mẹ tôi nói tiếp <laughs> chắc anh vui lắm nhỉ anh đang mong có một đứa con trai lắm mà nhưng tôi sẽ không cho các người được toại nguyện đâu cô cô định làm gì làm gì à thứ nghiệt trộm đó không thể được sinh ra Bố tôi quỳ xuống dưới chân mẹ cầu xin. "Không, không, tôi xin cô đấy, đừng làm thế, đứa trẻ vô tội mà. Hãy trừng phạt tôi đi, nhưng xin cô đừng hại đến mẹ con Hà." <laughs> "Anh yêu cô ta đến thế cơ à? Đau lòng thế cơ à? Anh có biết đứa con tôi từng mất đi cũng là con trai không? Lúc tôi bị sẩy thai, tôi nhớ anh đâu đau lòng như thế này." "Là anh sai, anh biết anh sai rồi. Anh không dám xin sự tha thứ từ em." Nhưng anh chỉ xin em để cho mẹ con Hà được yên. Anh thề là sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa. Tôi đâu có ngu mà đi tin vào lời thề đó của anh. Cũng vì ngày xưa tôi tin vào lời thề đó mà trên đầu tôi đã mọc một đống sừng đây này. Một đứa trẻ 14 tuổi như tôi lúc đó chưa thể hiểu vấn đề sâu xa của sự việc, chỉ biết rằng bố tôi không còn thương mẹ tôi nữa và ông ấy lại có con với người đàn bà khác. Tôi lúc đó ghét ông vô cùng. Hình tượng về một người bố hiền lành, luôn yêu thương tôi, hoàn toàn sụp đổ. Bố tôi sau đó đã bỏ đi ra ngoài uống rượu, còn mẹ tôi thì gạo khóc. Trước mặt bố tôi, bà luôn cố tỏ ra mình mạnh mẽ. Nhưng bà cũng chỉ là một người phụ nữ, yếu đuối như bao người khác. Chứng kiến người chồng từng đầu ấp tay gối phản bội mình đến mức có cả con riêng thì không người vợ nào có thể chịu đựng nổi tôi đã nhìn thấy mẹ tôi ngồi khóc hẳn đêm tôi thương mẹ vô cùng không biết mẹ tôi có làm gì người phụ nữ đó như mẹ tôi đã nói không nhưng từ đó không thấy mẹ tôi nhắc đến chuyện đó nữa mẹ con xin lỗi vì đã gợi lại chuyện đau lòng này nhưng con xin mẹ hãy hiểu cho con con yêu anh bảo và con chỉ muốn làm vợ của một mình anh ấy thôi Ngoài anh ấy ra thì con không lấy ai hết. Mẹ chỉ không muốn con gái mẹ sau này phải khổ như mẹ thôi. Còn con đảm bảo rằng thằng Bảo nó sẽ chung thủy với con suốt đời không? Con tin anh ấy mẹ. Khi quen anh ấy, con cũng đã giấu thân phận của mình. Con mới nói cho anh ấy biết gần đây thôi ạ. À? Mới đầu anh ấy đã rất giận con và còn đòi chia tay con vì anh ấy sợ mình không xứng đáng với con. Con phải nói mãi thì anh ấy mới chịu nghe đấy ạ. À? mẹ không muốn nhìn thấy con, đi vào vết xe đổ của mẹ đâu. Bố con ngày xưa cũng đã một lòng với mẹ. Vậy mà, ông ấy vẫn phản bội mẹ đấy thôi. Mẹ sợ thằng bảo, khi đã có được mọi thứ trong tay rồi, sẽ thay lòng đổi dạ. Ở đời, đáng sợ nhất là lòng người con ạ. Có phải mẹ vẫn chưa quên được cái chết của bố không? Làm sao mà mẹ quên được, cái ngày ông ấy vì vội đi tìm người đàn bà kia mới xảy ra tai nạn rồi qua đời chứ mẹ à cái người phụ nữ mà mẹ nói thôi mẹ mệt rồi mẹ đi về phòng đây mẹ tôi lúc nào cũng vậy hễ tôi nhắc đến người phụ nữ kia là bà lại lảng tránh có thể nỗi đau mà người đó mang lại cho mẹ tôi thực sự quá lớn đã khiến bà tổn thương sâu sắc tôi rất tò mò muốn biết người phụ nữ đó là ai nhưng mẹ tôi không muốn nói thì tôi cũng không muốn hỏi nữa vì nhắc lại chỉ làm cho mẹ tôi thêm đau lòng hơn mà thôi sau lần gặp mặt không được xuân sẻ đó tôi đã hẹn gặp bảo để nói chuyện anh vẫn còn giận mẹ em à không anh có giận gì mẹ em đâu mẹ em nói đúng mà có lẽ chúng ta nên dừng lại đi em ạ à? anh với em thuộc hai tầng lớp khác nhau dù em không nghĩ gì nhưng những người ngoài kia chắc chắn họ sẽ nghĩ anh quen em là vì tiền vì quyền lực nhà em từ bao giờ anh lại để ý lời nói của thiên hạ vậy anh chỉ cần biết em yêu anh chúng ta yêu nhau thế thôi mọi người ngoài kia có ai sống hộ cuộc đời của mình đâu mà anh quan tâm làm gì nhưng mà anh không muốn em vì anh mà chịu khổ thôi không nói chuyện này nữa mai anh qua nhà em nha mẹ em muốn gặp anh mẹ em muốn gặp anh sao để làm gì hay, mẹ em bắt anh phải rời xa em. Không có đâu. Nếu mẹ em làm như vậy thì chỉ cần hẹn gặp anh rồi cho anh một khoản tiền như trên phim. Anh thấy có đúng không? Cũng đúng. Vậy mẹ em muốn gặp anh để làm gì nhỉ? Em không biết. Tối mai 7 giờ anh qua nhà em nhé. Không phải ngẫu nhiên mà mẹ tôi lại hẹn gặp bảo. Mẹ tôi đã biết tôi quen bảo từ lâu và đã âm thầm điều tra về anh bảo là con trai duy nhất trong một gia đình thuần nông bố mẹ anh là người hiền lành tử tế và không có điều tiếng gì từ nhỏ bảo đã nổi tiếng là một cậu bé chăm ngoan và học giỏi gia đình anh tuy đơn giản nhưng tốt không kinh doanh buôn bán không có anh chị em nên cũng không có mối đe dọa nào đến tài sản gia đình nếu anh dám phản bội con gái bà mẹ tôi nghĩ vậy và trong buổi ra mắt hôm đó, bà cố tình nói vậy để xem thái độ của Bảo như thế nào. Liệu anh có vị chút khó khăn đó mà từ bỏ tôi không? Nếu tối mai Bảo không đến thì coi như anh đã không vượt qua được thử thách đầu tiên của mẹ tôi. Đúng 7 giờ tối, tiếng chuông cửa vang lên, cô giúp việc ra mở cửa, là Bảo đến. Trên tay anh cầm một giỏ hoa quả, anh từ từ bước vào, nét mặt lộ rõ sự hoang mang và lo lắng anh tới rồi à mau vào đây ngồi đi mẹ em đang bận tí việc ở trong phòng chắc cũng sắp xong rồi đó đúng lúc đó mẹ tôi bước ra bảo nhanh chóng đứng dậy chào mẹ tôi cháu chào cô ạ à. thưa cô cháu mới tới ạ à? cậu đến rồi à đúng giờ quá nhỉ chị năm cơm nước xong hết chưa dạ bà chủ cơm nước đã xong ạ à. mời bà và cô cậu vào dùng bữa ạ à? Vào ăn cơm thôi, mẹ tôi nói. Tôi và Bảo ngồi đối diện mẹ tôi. Thử thách thứ hai mà mẹ tôi dành cho Bảo là trên bàn ăn. Bà muốn quan sát xem phong cách ăn uống của Bảo như thế nào, liệu anh có quan tâm đến tôi và mẹ tôi hay không. Bà thể hiện một cách tự nhiên, không hề giả tạo vì tính anh thật thà và không biết cách lấy lòng ai. Không để mẹ tôi thất vọng, Bảo đã vượt qua thử thách một cách xuất sắc. Tôi nhận ra điều đó qua cái gật đầu nhẹ của mẹ tôi. Sau bữa ăn, mẹ bảo chúng tôi ra phòng khách nói chuyện. Lúc này mẹ tôi nói chuyện không còn gay gắt như trước nữa. Thử thách cuối cùng và cũng là thử thách quan trọng nhất mẹ tôi đặt ra cho Bảo trước khi anh chính thức trở thành con rể của bà, chính là về công việc. Từ một nhân viên bình thường, Bảo được thăng chức lên trưởng phòng kinh doanh. Lúc ấy tôi là phó giám đốc, còn mẹ tôi là tổng giám đốc. Khi Bảo Thăng tiến, mối quan hệ giữa chúng tôi nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trong công ty. Bề ngoài đồng nghiệp tỏ ra thân thiện, nhưng sau lưng, họ lại nói xấu Bảo. Họ cho rằng Bảo không có năng lực và chỉ nhờ vào mối quan hệ với tôi mới được thăng tiến. Những lời đồn đại cho rằng anh chỉ lên chức trưởng phòng nhờ có tôi chống lưng, khiến anh không khỏi phiền lòng. Tôi hiểu điều đó và luôn cố gắng động viên anh bỏ ngoài tai những lời rèm pha, tập trung vào công việc và chứng minh năng lực của mình. Từ khi bảo điều hành phòng kinh doanh, mọi việc trở nên suôn sẻ hơn hẳn. Những bản kế hoạch kinh doanh được thực hiện một cách có hệ thống, và nhờ đó doanh thu của công ty không ngừng tăng. Mẹ tôi rất hài lòng với sự phát triển này. Một năm sau, tôi và Bảo chính thức trở thành vợ chồng. Sau đó, khi tôi mang thai và sinh con Tôi đã giao lại vị trí phó giám đốc cho Bảo. Với năng lực điều hành xuất sắc, Bảo khiến mẹ tôi rất yên tâm nên bà ít khi phải đến công ty. Chỉ khi nào có việc quan trọng hoặc cần ý kiến của mẹ tôi thì bà mới xuất hiện ở công ty, còn lại mẹ tôi đều điều hành từ xa. Con trai tôi năm nay vừa tròn 3 tuổi thì tôi lại mang bầu. Tôi hy vọng lần này là một tiểu công chúa cho gia đình nhỏ của tôi có đủ cả nếp lẫn tẻ những tưởng hạnh phúc của tôi sẽ viên mãn mãi mãi nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng suôn sẻ như mong đợi biến cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà không ai có thể đoán trước được hôm nay tôi đang trên đường đi đăng ký lớp học tiền sản thì vô tình gặp lại một người nói đúng hơn thì người đó thấy tôi trước chị là chị sao chị đi đâu đây ạ à? tôi ngạc nhiên xen lẫn vui mừng khi gặp lại cô gái đó là em em nhận ra chị sao vâng trông chị rất xinh đẹp và quyến rũ ạ à? em gặp một lần là nhớ mãi mà chị vẫn nhớ em ạ à? chị nhớ chứ em là ân nhân của chị mà chị sắp là mẹ hai con rồi còn khuyến rũ gì nữa hả em cô gái đó ngạc nhiên hỏi ồ chị đang mang thai sao ạ à? được mấy tháng rồi chị gần hai tháng rồi em chúc mừng chị nhé chị đang mang thai mà hay ra ngoài một mình như vậy lỡ xảy ra chuyện như lần trước nữa thì sao ạ chồng chị đâu sao không đưa chị đi ạ anh ấy bận việc lắm chị chỉ đi dạo xung quanh khu nhà chị thôi mà nhà chị gần đây sao ạ ừ trùng hợp quá em cũng chọn ở gần đây mà chị đang đi đâu đây chị đi đăng ký lớp tiền sản à lớp ở đây sao? Em có bạn làm ở đây, để em đưa chị vào nhé. Tôi từ chối vì không muốn làm phiền cô gái đó. Thôi, không cần đâu, chị tự vào được mà, không dám phiền em đâu. Không phiền đâu chị, em cũng tới đây gặp bạn mà, mình đi vào thôi. Tôi vừa đi vừa nói chuyện thì được biết cô gái đó tên Hà An, 23 tuổi, quê ở thành phố biển Hải Phòng. Tôi cũng giới thiệu tên mình với cô ấy hà an là một cô gái rất tốt bụng và thật thà tôi rất muốn gặp lại ân nhân của mình để nói lời cảm ơn thì tình cờ lại gặp hà an ở đây khi đã đăng ký lớp tiền sản xong tôi quyết định mời hà an đi uống nước để có cơ hội nói lời cảm ơn hà an lần này không từ chối tôi nữa tôi thấy ở cô gái này có một cái gì đó rất đặc biệt nhưng cũng rất bí ẩn hà an em uống gì cho em ly nước cam ạ à? em ơi cho một ly cà phê và một nước cam nhé vừa thấy tôi kêu thế hà an vội gọi lại không cà phê đâu em ơi hai ly nước cam em nhé sau đó hà an nói với tôi chị đang mang thai mà theo em được biết thì uống chất kích thích như cà phê không tốt cho em bé đâu ạ à? tôi ngạc nhiên trước cô bé hà an này không biết cô bé đã có gia đình con cái chưa mà am hiểu thế Tôi thẳng thắn hỏi ngay. Hà An, em có con chưa? Sao chuyện này mà em cũng biết à? Hà An cười cười. Em chưa có người yêu thì lấy đâu ra con hả chị? Chị xin lỗi, tại chị thấy em hiểu biết quá. Không sao chị, tại bạn em có con rồi nên em biết thôi ạ. À. Mà xinh như em đây mà nói chưa có người yêu thì ai tin? Hà An nói giọng buồn buồn. Chị lại trêu em rồi ai thèm yêu một đứa thất nghiệp như em chứ tôi ngạc nhiên em chưa có việc làm sao trước đây thì có em làm thư ký cho một công ty nhưng giám đốc đó đạo đức không tốt nên em đã xin nghỉ việc rồi ạ em đang nộp hồ sơ vào công ty thủy sản miền bắc mà chưa thấy họ gọi phỏng vấn chắc hồ sơ của em bị loại rồi ạ tôi bất ngờ khi nghe hà an nhắc đến cái tên này sao cơ em nói công ty thủy sản miền bắc sao vâng ạ à, chị cũng biết công ty này sao đây là công ty của tôi mà sao tôi lại không biết nhưng mà công ty tôi tuyển thư ký khi nào sao bảo không nói với tôi chắc anh không muốn mang chuyện công ty về nhà khiến tôi phải lo lắng vậy thì tôi có cơ hội để trả ơn hà an rồi nhưng tôi không nói cho hà an biết vì với tính cách của cô ấy nếu biết cô ấy được nhận vào làm vì có sự giúp đỡ của tôi thì chắc cô ấy sẽ từ chối công ty này nổi tiếng mà. Em cứ tự tin lên nhé. Chị chắc chắn rằng em sẽ được nhận vào làm thôi. Sao chị nói vậy à? Cứ như chị là giám đốc công ty đó vậy. À, thì ông trời sẽ không phụ lòng với một cô gái tốt bụng như em đâu. Hà An buồn bã nói. Đi xin việc, người ta đánh giá năng lực chứ có đánh giá đạo đức đâu chị. Mà hồ sơ của em thì làm gì mà có cửa để vào được công ty lớn như thế? em tự tin lên chứ em có kinh nghiệm mà cảm ơn chị đã động viên em thôi muộn rồi chị phải về để đi đón con đây hà an ngạc nhiên hỏi đây là chị mang thai lần hai sao ạ ừ đứa đầu của chị năm nay ba tuổi vâng thế chị về đón cháu đi ạ kẻo muộn em chưa về sao em muốn ngồi đây thêm một lúc nữa ạ à? ừ thế lát em về sau nha chị về trước đây dạ chào chị Tôi đi đón con về được một lúc thì chồng tôi cũng đi làm về. Vừa thấy bảo tôi liền hỏi ngay. Anh này, công ty mình đang tuyển vị trí thư ký sao? Ừ, sao em biết? Thế cô thư ký cũ đâu ạ? À? Cô ấy xin nghỉ việc rồi em. Nghe bảo là cùng gia đình chuyển nơi ở vào trong Nam. Tôi dò hỏi, thế anh đã tìm được người mới chưa? Chưa em ạ, à. cũng có mấy hồ sơ, anh định mai mời họ đi phỏng vấn. Sao hôm nay em lại quan tâm đến vấn đề này thế? Em có quen ai muốn giới thiệu cho anh sao? Không có gì qua mắt được anh nhỉ? Đúng là em có quen một người, cô ấy tên là Hà An, cũng có kinh nghiệm làm thư ký rồi. Hà An vừa mới xin nghỉ việc vì người xếp bên đó có ý đồ không đứng đắn với cô ấy. Hà An cũng có nộp hồ sơ vào công ty mình đó anh. Vậy sao? Thế năng lực của cô ấy thế nào em? Tôi ấp úng. Chuyện này em cũng không biết vì em chỉ mới gặp hà an có hai lần à anh còn nhớ cái lần em bị cướp mà em kể cho anh nghe không chính là hà an đã giúp em lấy lại chiếc túi từ tay tên cướp đó chồng tôi ngạc nhiên là cô ấy sao vâng hôm nay em đi đăng ký lớp tiền sản mới vô tình gặp lại hà an qua nói chuyện em mới biết hà an xin làm thư ký của công ty mình em muốn trả ơn cô ấy anh anh hiểu rồi Vậy mai anh gọi cô ấy vào làm luôn nha. Khoan đã anh, anh cứ gọi Hà An đi phỏng vấn bình thường đi. Em nghĩ Hà An là người có tự trọng. Nếu cô ấy biết công việc mà cô ấy đang làm là vì đi cửa sau mà có, chắc cô ấy sẽ từ chối ngay. Ừ, anh biết phải làm gì rồi. Ngay ngày hôm sau, Hà An được gọi đi phỏng vấn và may mắn thay, cô đã được nhận vào làm thư ký cho giám đốc. Vào ngày đầu tiên, Hà An còn khá bỡ ngỡ với môi trường mới. Nhưng nhờ vào sự thông minh và nhanh nhẹn của mình, cô không mất nhiều thời gian để làm quen với công việc. Chồng tôi cũng có vẻ hài lòng với cô thư ký này. Hôm nay là ngày rỗ bố tôi. Tôi cùng chồng đi ra thăm mộ bố, thắp hương cho bố xong. Vợ chồng tôi đi bộ ra xe để về. Đang đi thì tôi nhìn thấy một bóng dáng quen quen. Tôi nói với chồng, anh này, kia có phải là Hà An không nhỉ? hình như là vậy anh để kính trong xe rồi nên nhìn không rõ mình qua đó xem sao đi vợ chồng tôi đi đến gần chỗ hà an đang đứng hà an tôi gọi hà an quay lại thì vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy hai vợ chồng tôi chị thanh huyền ơ ờ, còn có cả giám đốc này chào giám đốc ạ à. hà an lễ phép cúi chào hai vợ chồng tôi cô ấy ngạc nhiên khi tôi đứng cùng giám đốc của cô ấy còn khoác tay rất thân mật chị Thanh Huyền, giám đốc Gia Bảo là Sao chị với giám đốc lại đi cùng nhau ạ? À? Hai người là Chúng tôi là vợ chồng, không đi cùng nhau thì đi cùng ai? Chồng tôi nói. Hạ An tỏ ra ái ngại khi nghe đến điều đó. Ôi, tôi xin lỗi, thực sự tôi không biết giám đốc là chồng của chị Thanh Huyền ạ. À? Chị Huyền, sao lần trước nói chuyện chị không nói cho em biết chồng chị là giám đốc công ty thủy sản miền Trung. Có phải công việc của em là nhờ chị. Không có đâu em, em được nhận vào làm là nhờ năng lực của em thôi. Chị không có làm gì hết. Chị không nói với em là chị không muốn em cảm thấy khó xử. Em cứ yên tâm mà làm việc nha, đừng nghĩ ngợi gì hết. Nhưng mà em vẫn cảm thấy. Thôi, không nói chuyện này nữa. Em hôm nay cũng đi thăm người thân sao? À vâng, em đi thăm mộ một người bạn ạ. À. Thế còn vợ chồng giám đốc thì sao ạ? À? Chị ra thăm mộ bố, hôm nay là ngày giỗ bố chị. Mà chị thấy chị em mình có duyên thật nha, ở đây mà cũng có thể gặp nhau như thế này. Chị nói em mới nghĩ, ba lần chị em mình tình cờ rồi đó chị nhỉ. Thấy cuộc nói chuyện giữa tôi và Hạ An chưa có dấu hiệu dừng lại, nên chồng tôi đã khéo léo nhắc nhở. Anh đưa tay lên nhìn vào đồng hồ và nói: "Mình về thôi em, muộn rồi, mẹ đang đợi ở nhà rồi đó." À vâng, đấy Mãi nói chuyện với em mà quên cả giờ giấc. Vợ chồng chị về trước nhé. Hôm nào rảnh, chị em mình nói chuyện sau nha. Vâng ạ, chào chị. Chào giám đốc ạ. Vợ chồng tôi về nhà thì thấy mọi thứ đã chuẩn bị xong. Mẹ tôi rất ít khi vào bếp, nhưng năm nào cũng vậy. Cứ đến ngày rỗ bố tôi là bà tự mình vào bếp, tận tay làm mâm cúng, đặt lên ban thờ bố tôi. Nếu như bố tôi không ngoại tình, nếu như không có sự ra đi của ông, thì có lẽ gia đình tôi giờ này hạnh phúc biết mấy mẹ tôi cũng không trở nên khó tính khó chiều như bây giờ tôi hiểu điều đó nên càng thương mẹ nhiều hơn đối với mẹ tôi bây giờ hạnh phúc của tôi là điều quan trọng nhất nên tôi sẽ không để cho bà phải thất vọng vì tôi biết đó chính là cách tốt nhất để bù đắp những mất mát và đau khổ mà mẹ đã trải qua chồng tôi từ trước giờ luôn quan tâm lo lắng cho tôi anh chưa bao giờ làm tôi phải thất vọng nên mẹ tôi cũng yên tâm phần nào nhìn thấy mẹ bận rộn trong bếp tôi như thấy hình ảnh một người mẹ hiền dịu ngày xưa mẹ tôi đã trải qua quá nhiều khó khăn và đau khổ nhưng bà vẫn luôn mạnh mẽ là chỗ dựa tinh thần cho tôi tôi bước vào bếp nhẹ nhàng nắm tay mẹ mẹ ơi để con giúp mẹ một tay mẹ quay lại mỉm cười với tôi nụ cười mà tôi luôn nhớ mãi dù trong đôi mắt vẫn còn có những nỗi buồn khó giấu không sao đâu con mọi thứ gần xong rồi con ra ngoài nghỉ ngơi đi để mẹ làm nốt tôi biết rằng mẹ muốn tự tay chuẩn bị mọi thứ như một cách để giữ lại ký ức về bố hôm nay mẹ tôi rủ tôi đi mua sắm khi đi ngang qua công ty tôi bảo mẹ vào công ty chơi mẹ mẹ có muốn vào công ty không con nhớ lâu rồi mẹ không đến công ty rồi đó ừ thế mẹ con mình vào nhé. tôi và mẹ bước vào thang máy, cánh cửa chuẩn bị đóng lại thì có tiếng gọi từ ngoài. chờ tôi với ạ. À? tôi nhấn nút giữ cửa thang máy. một cô gái bước vào. tôi ngạc nhiên. Hà An lúc này cũng quay qua nhìn tôi. ơ, ờ, chị Thanh Huyền, chị đến thăm giám đốc sao ạ? À? Hà An, em đi đâu đây? hình như là đang trong giờ làm việc mà. em đi mua cho giám đốc ly cà phê ạ. À? Dạo này công việc nhiều hay sao mà nhìn giám đốc mệt mỏi căng thẳng lắm ạ. À? Nghe Hà An nói vậy, tôi thắc mắc. Chẳng phải công ty cũng có máy pha cà phê sao? Sao em lại phải cất công đi mua thế này? À, giám đốc thích uống cà phê trứng chị ạ. À? Chị không biết điều đó sao? Mà máy pha cà phê của công ty thì làm gì có loại đó ạ? À? Vừa nói, Hà An vừa dơ lên trước mặt tôi một ly cà phê trứng thơm lừng, làm tôi thèm muốn chảy cả nước miếng. Tôi thầm nghĩ lạ nhỉ, chồng tôi trước giờ chỉ biết có cà phê đen, làm gì quan tâm đến mấy loại khác đâu. Này sao lại thích cà phê trứng nhỉ? À, chắc anh ấy thấy chị hay uống loại này nên giờ muốn thử ấy mà. Mẹ tôi từ nãy giờ đứng im nghe cuộc nói chuyện của tôi và Hà An, bây giờ bà mới lên tiếng. Cô gái này là, tôi nhanh nhậu đáp, đây là Hà An, thư ký mới của anh Bảo đó mẹ. Nghe tôi gọi người phụ nữ quý phái đang đứng bên cạnh là mẹ, Hà An sững sốt. Đây là mẹ chị sao ạ? Là tổng giám đốc của công ty? Đúng rồi đó em. Hà An gập đầu cúi chào mẹ tôi, tỏ vẻ có lỗi. Chào tổng giám đốc ạ. Xin lỗi tổng giám đốc vì đã không biết bà từ sớm. Tôi mới vào công ty làm được nửa tháng nên không biết bà là tổng giám đốc ạ. Mong tổng giám đốc rộng lượng bỏ qua cho sự sơ suất này của tôi ạ. Không sao, thế cô tên là gì? quê ở đâu? Dạ, tôi tên Hà An ạ, à. tôi ở Tinh. Thang máy mở, chúng tôi đều bước ra và đi cùng một hướng đến phòng giám đốc. Chợt mẹ tôi nói, con cầm cà phê đưa vào cho chồng con đi. Hà An đi bên cạnh nghe vậy, thì nhanh miệng nói, à em quên mất đấy, cà phê của giám đốc đây ạ, à. chị cầm vào cho giám đốc giúp em nhé. Chào tổng giám đốc ạ, à. tôi đi làm việc đây. Tôi cầm ly cà phê trên tay rồi đưa lên miệng uống một ít. Tôi cùng mẹ bước vào phòng giám đốc. Bảo thấy tôi và mẹ đến thì ngạc nhiên. Mẹ, em, sao hai người lại đến đây? Em và mẹ định đi mua sắm. Đi ngang công ty nên em rủ mẹ vào đây luôn. Cà phê của anh này. Nay anh đổi vị khác rồi à? Ừ, thấy em nghiện món này nên anh mua thử. Uống thấy cũng ngon em ạ. À. Này, con tuyển thư ký mới đó à? Sao mẹ không biết? à vâng tại con nghĩ việc này cũng không quan trọng con tự sắp xếp được nên là với lại con tưởng vợ con đã nói với mẹ nên con cũng quên luôn vợ con sao chuyện này lại liên quan đến vợ con tôi nhanh chóng giải thích cho mẹ chuyện là thế này hà an cô thư ký mới đó là con giới thiệu cho anh bảo con quen hà an cũng tình cờ thôi mẹ hà an đã giúp con lấy lại chiếc túi sách từ tên cướp nên con muốn làm một cái gì đó để trả ơn thôi ạ à con bị cướp sao bao giờ con có sao không cũng mới đây thôi mẹ con không muốn mẹ phải lo lắng nên không nói với lại con cũng có sao đâu ạ à? cháu ngoại của mẹ vẫn khỏe mạnh bình thường mẹ tôi tỏ vẻ nghi ngờ trùng hợp thế sao mà mẹ cứ thấy con bé này cứ quen quen hình như mẹ đã gặp ở đâu rồi thì phải chắc chỉ là người giống người thôi mẹ ơi ừ chắc vậy Mẹ tôi quay qua hỏi chồng tôi về tình hình ở công ty. Bảo này, công ty dạo này không có vấn đề gì chứ? Vâng ạ, à, sao mẹ lại hỏi thế ạ? À? à không, mẹ chỉ hỏi vậy thôi, nếu có khó khăn gì cứ trao đổi thẳng thắn với mẹ nhé. Dạ vâng, con biết rồi ạ. À. Thôi, con đi làm việc đi, mẹ về đây. Thanh Huyền, về thôi con. Về sớm vậy mẹ, mình mới đến mà. Về thôi, về đi cho chồng con làm việc. Mẹ và vợ về nhé, con chào mẹ em về nhé ừ, bye vợ. Tôi và mẹ ra về, đi qua phòng thư ký thấy Hà An đang làm gì, nhìn chăm chú lắm, nên tôi cũng không muốn làm phiền mà đi về luôn. Ngồi trên xe, tôi thấy mẹ cứ trầm tư như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Tôi hỏi mẹ, mẹ đang suy nghĩ gì vậy? Sao từ lúc ở công ty về con thấy mẹ khác quá? Không có gì đâu con, tự nhiên mẹ chợt nhớ ra vài chuyện trước đây thôi mà có phải liên quan đến Hà An không ạ? Sao con lại hỏi thế? Con thấy ánh mắt mẹ nhìn Hà An lạ lắm. Mẹ quen cô ấy sao? Không, nhưng mẹ thấy con bé đó rất quen. Tôi biết mẹ tôi đã bắt đầu để ý đến Hà An. Bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường, gặp không biết bao nhiêu hạng người. Người tốt có, người xấu có, người thật lòng với mình có và người lợi dụng mình, đâm sau lưng mình cũng có. Nên mẹ tôi có đôi mắt rất tinh tưởng mẹ tôi đã nhắc tôi hãy cẩn thận đề phòng hà an và quan trọng hơn là mẹ bảo tôi phải để ý đến chồng tôi nhiều hơn tôi nghĩ mẹ tôi lại mắc bệnh nghề nghiệp tính đa nghi của bà vẫn không thay đổi suốt bao năm qua người làm kinh doanh thường không tin vào bất kỳ ai ngoài bản thân họ nên tôi cũng không lấy làm lạ khi mẹ nghi ngờ hà an tôi cười và chấn an mẹ mẹ à con hiểu mẹ lo lắng cho con nhưng con tin vào chồng con và cũng tin vào Hà An. Em ấy là người tốt và chồng con luôn yêu thương con mà. Mẹ tôi chỉ lắc đầu, ánh mắt vẫn chứa đựng sự cảnh giác. Con cứ nghe mẹ, đề phòng không bao giờ là thừa. Trực giác của mẹ tôi chưa bao giờ sai. Điều đó làm tôi hơi lo lắng. Dù vậy, tôi cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực và tập trung vào cuộc sống hiện tại. Cho đến một ngày, biến cố xảy ra và mọi thứ đã thay đổi tôi phát hiện ra rằng mẹ tôi đã đúng. Hạ An không như vẻ bề ngoài mà tôi từng thấy, những hành động và âm mưu của cô ấy dần dần lộ ra và tôi cảm thấy như mình bị phản bội. Hôm đó là buổi tiệc liên hoan chúc mừng công ty đã ký kết thành công một hợp đồng lớn với đối tác nước ngoài. Khách mời bao gồm nhân viên trong công ty và một số đối tác. Mọi người đã có mặt đông đủ. Trên sân khấu lúc này là mẹ tôi vợ chồng tôi và con trai của chúng tôi gia đình chúng tôi đứng đó nhận được sự ngưỡng mộ từ mọi người phía dưới về một gia đình hạnh phúc mc mời người đứng đầu công ty lên phát biểu sau lời phát biểu của tổng giám đốc là mẹ tôi đến lượt chồng tôi phát biểu sau đó gia đình chúng tôi đi xuống sân khấu để tiếp khách mc giới thiệu một đoạn video về các hoạt động của công ty trong những năm gần đây vì đang bận tiếp khách tôi không chú ý đến những gì đang chiếu trên màn hình led chỉ khi mọi người bắt đầu chỉ trỏ và bàn tán xôn xao, tôi mới ngước lên sân khấu theo những cánh tay của mọi người. Đập vào mắt tôi là hình ảnh giường chiếu của một người đàn ông và một người phụ nữ. Người đàn ông trong bức ảnh là chồng tôi, còn người phụ nữ bên cạnh không phải là tôi. Đầu óc tôi quay cuồng, choáng váng, mọi vật tối sầm lại trước mắt. Lúc đó, đầu óc tôi quay cuồng, choáng váng, mọi vật tối sầm lại trước mắt lúc đó tôi không thể suy nghĩ được gì chỉ nghe thấy tiếng mẹ tôi hét lớn tắt tắt ngay tiếng hét của mẹ tôi như kéo tôi ra khỏi cơn choáng váng mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía gia đình chúng tôi chồng tôi cố gắng giải thích gì đó nhưng tiếng ồn ào của mọi người làm lấn át lời anh mẹ tôi tức giận đến mức run rẩy bà chỉ vào chồng tôi và hét lên cậu cậu đã làm gì với con gái tôi cậu dám phản bội con gái tôi sao tôi đứng đó cảm thấy đôi chân mình như không còn sức lực đứa con trai nhỏ của tôi ngây thơ nói mẹ ơi bố kia bố đang nằm ngủ phải không mẹ tôi không biết trả lời thế nào chỉ ôm chặt con vào lòng cố gắng tìm sự bình tĩnh trong cơn bão tố mc cố gắng kiểm soát tình hình nhưng vô ích đoạn video vẫn tiếp tục chiếu từng khung hình như những lưỡi dao cứa vào trái tim tôi tôi nhìn chồng mình ánh mắt chứa đựng sự đau khổ và tuyệt vọng với một bản lĩnh của một người mẹ mẹ tôi đi lên sân khấu giật micro trên tay mc và nói xin lỗi mọi người vì sự cố vừa rồi bây giờ phiền mọi người về cho ạ hôm nay chúng tôi sẽ tổ chức lại một buổi đàng hoàng ạ cảm ơn mọi người mọi người lần lượt kéo nhau ra về duy chỉ có mình hà an vẫn đang ở lại hà an đi đến động viên tôi hà an nắm tay tôi hỏi han chị ơi chị có sao không ạ à? chị uống chút nước không để em đi lấy cho ạ à? hà an nhanh chóng đi vào trong lấy một ly nước lọc đưa ra cho tôi nước của chị đây ạ à? chị uống đi ạ à? tôi đưa tay ra nhận lấy ly nước tôi dừng ánh nhìn của tôi ở cổ tay của hà an chiếc vòng tay của hà an đang đeo hình như tôi vừa nhìn thấy ở đâu tôi mường tượng về những bức ảnh vừa rồi Người phụ nữ nằm cùng chồng tôi, trên tay cũng có một chiếc vòng tay y hệt. Tôi nắm lấy cánh tay Hạ An. "Hạ An, chiếc vòng này em mua ở đâu vậy?" "Đây là vòng của mẹ em trước khi mất đã trao cho em. Trên thế giới này không có cái thứ hai đâu chị ạ. À. Đây là vòng mẹ em tự làm ra." Vậy thì có thể chắc chắn người phụ nữ trong những bức ảnh đó là Hạ An. Tôi hỏi giọng run run. "Hạ An, là em sao?" có phải em là lúc này hà an đã gỡ bỏ lớp mặt nạ của mình xuống mặt hà an biến sắc phải là tôi đó là tôi đã ngủ với chồng chị chị cuối cùng đã nhận ra rồi sao chị ngu ngốc hơn tôi tưởng đấy là tôi đã đánh giá chị quá cao rồi tôi cứ phải gợi ý cho chị như thế này thì chị mới đoán ra được hay sao chuyện gì thế này cô gái tên hà an người mà tôi quen biết đây sao sao mới chỉ trong vòng một tháng mà hạ an thay đổi nhanh quá như biến thành một con người khác vậy tôi lắp bắp cái cái vòng này là cô cố tình để cho tôi thấy đúng không ừ, chị thông minh hơn rồi đấy từ bao giờ cô với chồng tôi hai người như vậy từ khi nào ý định thì tôi đã có từ lâu rồi từ khi tôi chưa gặp chị còn tôi ngủ với chồng chị thì mới hai tuần nay chị có nhớ cái lần chồng chị bảo đi tiếp khách về muộn không chính cái đêm đó tôi với chồng chị đã không tôi không tin chồng tôi là người như thế cô đã làm gì anh ấy tôi có làm gì quá đáng đâu chị bỏ một tí thuốc ngủ và đồ uống của giám đốc thôi mà chuyện sau đó thì chắc tôi không cần kể nữa chứ nói nhỏ cho chị biết chồng chị cũng tuyệt lắm đó làm tôi rất sung sướng bốp tôi vung tay tặng cho hạ an một cái bạt tai đồ chơi chẽn, ngủ với chồng người khác mà cô còn ra vẻ tự hào được à? Đúng là đồ không có giáo dục." Hà An cười như điên dại khi nghe tôi nói vậy. "Đúng, tôi là vô giáo dục đấy, vì tôi là đứa mồ côi mà. Tôi làm gì có bố mẹ dạy dỗ như chị?" "Hà An, tại sao? Tại sao cô lại làm thế với tôi?" "Tại sao à? Chị đi hỏi bà mẹ độc ác của chị, ý. hỏi xem bà ta đã làm gì với mẹ tôi, với tôi." Tôi sẽ từ từ cho bà ta nếm trải nỗi đau mà 16 năm qua tôi phải chịu. Tôi muốn bà ta nhìn thấy người mà mình yêu thương nhất phải đau khổ. Ngày xưa tôi khốn khổ như thế nào thì bây giờ chị cũng đừng hòng sung sướng. Bốp, một cái tát nữa giáng xuống vào má Hạ An, nhưng lần này không phải là tôi mà là mẹ tôi. Mẹ tôi quát mắng Hạ An. Cô là ai mà dám đối xử với con gái tôi như thế? Cô trả ơn người đã giúp đỡ mình để có được một công việc ổn định như thế hả? Đó là chị ta muốn thế, chứ tôi đâu ép. Với lại, tôi cũng giúp chị ta giật lại cái túi sách mà. Tôi và chị ta coi như hòa. Mẹ tôi dằn mặt Hạ An. Cô làm như vậy thì cô nghĩ cô còn sống được ở cái đất Hà Nội này nữa không? Tôi đã đi đến bước đường này thì tôi cũng đã nghĩ đến chuyện đó. Chuyện giết người mà bà còn dám làm thì chuyện để một con bé vô danh tiểu tốt như tôi không sống được ở đây nữa đã là gì với bà đúng không bà bạch lan vợ ông dương minh đạt rốt cuộc hà an là ai tại sao lại biết rõ về bố mẹ tôi như thế hà an có mối hận thù gì với bố mẹ tôi cơ chứ tại sao hà an lại nói mẹ tôi là kẻ giết người mẹ tôi lùi lại vài bước chân bà đứng không vững phải tì tay vào chiếc bàn mới không bị ngã mẹ tôi lắp bắp hà an Hà cô là bà còn nhớ năm xưa có một người phụ nữ tên là Hà không hả bà Bạch Lan mặt mẹ tôi tái mét cắt không ra máu Hà cô cô là con của bà ta sao Đúng vậy tôi là con gái năm xưa của mẹ Hà người mà bà đã ra tay tàn nhẫn vì để giữ một người chồng không còn yêu mình nữa mà bà đã nhẫn tâm làm hại mẹ tôi và đứa con trong bụng Đến nỗi mẹ tôi qua đời mà không kịp chăn chối với tôi một lời nào. Bà đã làm hại một đứa trẻ vô tội mãi mãi, không nhìn được ánh mặt trời. Hại một đứa trẻ mới 7 tuổi, vốn đang hạnh phúc, vui vẻ, sống bên mẹ. Bỗng một ngày thành trẻ mồ côi. Tai tôi ủ đi, hơi thở của tôi cũng trở nên gấp gáp. Tôi quay qua hỏi mẹ. Mẹ, chuyện này là sao vậy mẹ? Hả An nói có phải là sự thật không ạ? À? Mẹ nói cho con biết đi được không ạ? À? Có phải Hà An là con gái của người phụ nữ mà năm xưa bố đã ngoại tình? Có phải cái chết của bố có liên quan đến mẹ Hà An? Mẹ, bao năm qua mẹ luôn lảng tránh mỗi khi con nhắc đến chuyện này. Chuyện này rốt cuộc là sao ạ? Năm xưa đã xảy ra chuyện gì? Mẹ nói cho con biết đi ạ. Mẹ tôi im lặng, ánh mắt bà né tránh cái nhìn của tôi. Hà An cười, giọng cười đầy ai oán bà ta làm sao dám nói mình là kẻ giết người cho chị nghe được. Để tôi nói cho chị biết nhé. Im ngay, mày không được nói, không được. Năm xưa, bà ta biết chồng mình ngoại tình đến có con với một người phụ nữ khác. Nói thật ra thì đó là mẹ tôi, thì bà ta đã tìm đến mẹ tôi dằn mặt, bắt mẹ tôi phải bỏ cái thai. Vì cái thai trong bụng của mẹ tôi lúc đó là con trai. Bà ta sợ đứa bé trong bụng mẹ tôi sẽ giành lấy tài sản nhà chị Bố chị lúc đó nói sẽ đứng ra bảo vệ mẹ con tôi. Nhưng ông ấy cũng chỉ là kẻ núp dưới cái bóng nhà vợ. Thì làm được gì? Cho người dằn mặt lần một không được. Bà ta đã trực tiếp đến tìm gặp mẹ tôi để nói chuyện. Mặc cho mẹ tôi quỳ xuống van xin là sẽ bỏ đi thật xa. Không bao giờ gặp lại bố chị. Chỉ mong đừng làm hại đứa bé trong bụng. Nhưng bà ta đâu nghe những lời van xin đó. Vì bà ta nghĩ một khi đứa bé vẫn còn thì tài sản nhà bà ta sẽ bị đe dọa dừng lại một lúc hà an tiếp tục bà ta ném cho mẹ tôi một sấp tiền bà mẹ tôi hãy đến bệnh viện giải quyết cái thai rồi lạnh lùng bỏ đi mẹ tôi chạy theo để van xin thì bà ta hất mạnh tay mẹ tôi ra vì đứng không vững nên mẹ tôi đã bị ngã đầu đập vào cạnh tủ máu chảy ra rất nhiều nhưng bà ta vẫn lạnh lùng bước đi mặc cho tôi lúc đó vô cùng lo sợ tôi cầu xin bà ta mau đưa mẹ tôi đi bệnh viện nhưng bà ta vẫn không nghe khi mẹ tôi được đưa đến bệnh viện thì đã muộn vì bị mất máu quá nhiều. Tôi trở thành kẻ mồ côi từ đó. Bà có biết để tồn tại đến bây giờ, tôi đã phải sống cơ cực như thế nào không? Mọi chuyện hóa ra là như vậy. Đây là lý do tại sao mẹ tôi không bao giờ kể cho tôi nghe về những chuyện trước đây. Đến bây giờ tôi cũng đoán ra được, cái chết bất ngờ của bố tôi mà mẹ tôi hay nói là do vội đi tìm người phụ nữ đó có thể trước khi rơi vào hôn mê, mẹ của Hà An nói cô gọi cho bố tôi nhờ giúp đỡ. Khi biết được tình hình của bà Hà thì bố tôi vì lo lắng đã phóng nhanh nên mới xảy ra tai nạn. Trái tim tôi như vỡ vụn, chuyện chồng tôi ngoại tình còn không sốc bằng sự thật tàn nhẫn này. Tại sao mẹ tôi lại tàn nhẫn với một người đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết như vậy chứ? Trước khi rời đi, Hà An không quên nói thêm. Chuyện không dừng lại ở đây đâu. Rồi sẽ có một điều bất ngờ đang chờ đón hai mẹ con bà. Ngày xưa, bà làm tôi đau khổ như thế nào, thì bây giờ tôi sẽ làm cho bà đau khổ gấp trăm lần. Mày định làm gì? Có nỗi đau nào hơn khi một người mẹ phải chứng kiến con gái mình gặp bất hạnh chứ? Phải không bà Bạch Lan? Bà mẹ độc ác. Nói rồi, Hà An ngửa mặt lên cười rồi bước đi. Tôi đứng đó nhìn mẹ mình với những cảm xúc khó tả vừa đáng thương vừa đáng trách người mẹ vốn là thần tượng của tôi người luôn mạnh mẽ kiên cường giờ đây sao mà cô đơn yếu đuối đến thế tôi lê từng bước nặng nề đến gần mẹ tôi muốn ôm bà an ủi bà nhưng không được nữa rồi mọi vật trước mắt tôi mở dần đi tôi ngã gộp dưới chân mẹ con ơi con làm sao thế này có ai không mau giúp tôi với một dòng máu chảy ra từ giữa hai chân thấm ướt chiếc váy tôi đang mặc mẹ tôi thấy thế thì càng thêm lo lắng đúng lúc này chồng tôi vừa quay lại trước đó chồng tôi đã đưa con trai tôi về nhà trước thấy tiếng la hét của mẹ tôi chồng tôi nhanh chóng bế tôi ra xe rồi đưa tôi vào bệnh viện tôi tỉnh dậy từ từ mở mắt ra mùi thuốc khử trùng sọc vào mũi tôi làm tôi cảm thấy khó chịu tôi thấy một bàn tay ai đó đang nắm lấy bàn tay tôi con tỉnh rồi sao mẹ sao con lại ở đây ạ à? con con bị ngất theo thói quen tôi sờ vào bụng mình mẹ con 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 không sao chứ đứa bé tôi cảm nhận chuyện chẳng lành tôi sợ hãi hỏi mẹ con con làm sao mẹ mau nói đi ạ mẹ nói cho con biết đi ạ mẹ tôi vội vàng ôm lấy tôi vỗ về con bình tĩnh đã con không sao mẹ nói đi ạ con con đứa bé đã không giữ được sao cơ mẹ nói con con bị làm sao cơ à? không thể nào mẹ mau nói đó không phải là sự thật đi ạ mẹ bác sĩ bác sĩ tôi lại bị ngất cú sốc mất con là quá lớn đối với tôi tôi đau đớn đến chết đi sống lại nỗi đau mất con còn chưa nguôi ngoai thì tôi lại nhận một tin dữ khác chồng tôi bị bắt vì tội tham ô làm giả chứng từ sổ sách trốn thuế bòn rút ngân sách của công ty hóa ra việc làm chồng tôi làm rể mẹ tôi luôn là áp lực của gia bảo. Bề ngoài, anh luôn tỏ ra là một người tử tế, nhưng bên trong anh đã mưu chiếm đoạt một phần tài sản công ty. Khi đã xây dựng được lòng tin của mình, Bảo đã cấu kết với kế toán để làm giả sổ sách. Mẹ tôi vì chủ quan nên đã không kiểm tra, dẫn đến sự việc như ngày hôm nay. Và người gửi toàn bộ chứng cứ buộc tội Bảo lên cơ quan công an, không ai khác, chính là Hạ An để trả thù hà an đã lên một kế hoạch hoàn hảo từ việc tiếp cận tôi đến việc lấy lòng tin của tôi để cô ta dễ dàng vào được công ty và bằng một cách nào đó cô ta đã biết bí mật của bảo và âm thầm thu thập chứng cứ khi đã có mọi thứ trong tay hà an mới lật bài ngựa trong buổi tối liên hoan đó vì không muốn con tôi bị bạn bè chế diễu vì có bố ở tù nên tôi đã năn nỉ mẹ tôi cứu anh ta ra mẹ ơi Mẹ hãy cứu Bảo ra đi ạ, à. con không thể để con con lớn lên trong sự khinh bỉ của người đời được. Thằng bé còn phải đến trường, bạn bè nó sẽ đối xử với nó thế nào khi biết được bố nó ngồi tù hả mẹ? Nhưng thằng Bảo không đáng được tha thứ. Coi như con cầu xin mẹ, mẹ hãy vì cháu ngoại của mẹ đi ạ. À. Giữa công ty và chồng con, mẹ chỉ có thể chọn một. Gia sản cả đời ông bà ngoại con gây dựng nên, mẹ không thể nhìn nó sụp đổ như thế được còn có cách nào khác không hả mẹ bán căn nhà này đi thì may ra vậy thì bán đi mẹ bán đi thì chúng ta ở đâu mẹ con mình sẽ thuê một căn nhà khác nhỏ cũng được chỉ cần chồng con không phải ngồi tù là được ạ à? con muốn giữ bố cho con của con thôi được rồi để mẹ tính nhưng mẹ đồng ý giúp thằng bảo với một điều kiện điều kiện gì mẹ nói đi ạ à? sau khi thằng bảo ra khỏi đó con phải lập tức ly hôn với nó tôi suy nghĩ một lúc rồi nói dạ con hứa với mẹ con sẽ ly hôn với bảo sống với nhau mà áp lực như vậy thì ly hôn là cách giải thoát tốt nhất cho cả hai mẹ ạ à. con nghĩ được như vậy là tốt để con phải chịu những điều bất hạnh này cũng là lỗi lầm năm xưa của mẹ mẹ hối hận lắm mẹ đừng nói nữa mọi chuyện rồi sẽ qua thôi ạ à. mẹ con mình sẽ bắt đầu lại từ đầu mẹ nhé con không oán trách mẹ sao Sao con trách mẹ được à? Mẹ là mẹ của con mà. Con hiểu mẹ cũng chỉ vì quá yêu bố nên mới gây ra những sai lầm như vậy. Con ngày xưa cũng yêu gia bảo nên mới không nghe theo lời khuyên của mẹ đó thôi. Mẹ xin lỗi. Mẹ ôm tôi vào lòng, cảm giác được ở trong vòng tay yêu thương của mẹ thật là thích. Trong lúc khó khăn nhất, mẹ là người luôn ở bên cạnh, an ủi và giúp đỡ tôi vượt qua. Nhờ có mẹ, tôi đã mạnh mẽ hơn để vượt qua mọi trông gai đang ở phía trước về phần hà an dù đã trả được mối thủ năm xưa đã thấy mẹ con tôi đau khổ và tuyệt vọng như thế nào nhưng dường như trong lòng hà an không hề cảm thấy vui vì mẹ cô cũng đâu sống lại được ngược lại hà an càng cảm thấy chán ghét mình hơn ôm hận trong lòng chỉ càng khiến mình chìm sâu vào những sai lầm không lối thoát vì muốn trả thù mà Hà An đã từ bỏ một tình yêu 5 năm, năm với người mà cô yêu, từ bỏ tương lai mà hai người cùng hướng đến. Nhìn người yêu mình mỉm cười hạnh phúc trong đám cưới mà cô dâu không phải là cô thì lòng cô tan nát. Hận thù để làm gì khi giờ đây cô không còn ai bên cạnh mình. Ngước lên nhìn bầu trời một màu xám xịt giống như tương lai của Hà An sau này mà nước mắt cô chạy từ bao giờ gia bảo sau đó đã được thả tự do anh về quỳ xuống cầu xin sự tha thứ của tôi nhưng lòng tôi đã quyết một chiếc gương đã vỡ dù có cố gắng hàn gắn lại cũng sẽ nhìn thấy những vết nứt tôi và bảo bây giờ là hai đường thẳng song song không biết tương lai sau này như thế nào nhưng tôi vẫn mong bảo được vui vẻ hạnh phúc vì dù sao đó cũng là người đàn ông tôi từng yêu hết lòng khi mọi chuyện qua đi, tôi càng trân trọng hơn những lời dạy bảo của mẹ. Tôi biết rằng mẹ chỉ muốn điều tốt nhất cho tôi và luôn mong muốn tôi được hạnh phúc, bình yên. Một cuộc sống bình yên, hạnh phúc là đích đến cuối cùng của mỗi một con người trong chúng ta. Giữa đầy dẫy những cám dỗ và xấu xa của cuộc đời này, thì hạnh phúc và sự bình yên dường như rất ít. Nhưng không có nghĩa là những mong muốn này không tồn tại bình yên, đôi khi ẩn mình qua những khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp và bình dị, đôi khi lại lấp ló thông qua những nụ cười, tiếng nói của những người thân yêu. Dù tồn tại ở hình dáng như thế nào, bình yên vẫn là điều kiện cho đời sống tinh thần của chúng ta được chữa lành hiệu quả. Cảm ơn các bạn đã nghe hết câu chuyện trên kênh của chúng tôi. Hy vọng rằng câu chuyện trên đã mang lại cho các bạn cảm xúc lắng động. Hãy like và subscribe để không bỏ lỡ những câu chuyện mới nhất từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau. Mảnh ghép cuộc đời. Bác sĩ nói sao ạ? Suy thận giai đoạn cuối ạ? À? Nếu chạy thận có thể kéo dài sự sống được. Ở đây có một số bệnh nhân đã chạy thận được hơn 10 năm rồi đấy. Trên thế giới có bệnh nhân đã chạy được hơn 30 năm. Trong suốt hành trình ấy, bản thân và người nhà bệnh nhân phải cố gắng rất nhiều. Gia đình nên chuẩn bị tâm lý trước. Vậy còn có phương án nào khác ngoài chạy thận không bác sĩ? Có chứ, ngoài chạy thận nhân tạo thì có thể lọc màng bụng, nhưng nếu theo phương án này thì nếu bệnh nhân không cẩn thận có thể dễ xảy ra nhiễm trùng, cũng rất nguy hiểm. Hoặc nếu gia đình có kinh tế tốt có thể thay thận nguồn thận có thể lấy từ gia đình hoặc đăng ký hồ sơ qua trung tâm hiến tạng. Tốt nhất có nguồn từ gia đình như bố mẹ anh chị em thì hay hơn, vì trung huyết thống tỷ lệ tương thích cao hơn mà chi phí cũng rẻ hơn rất là nhiều. Hơn nữa, không mất công chờ đợi, bệnh nhân sẽ được mổ sớm, sẽ sớm tái hòa nhập với cộng đồng. Ghép thận là phương pháp tối ưu nhất hả bác sĩ? Phương án này cũng có nhiều rủi ro. Chi phí bỏ ra một lần rất tốn kém, lên đến hàng tỷ đồng. Bệnh nhân sau khi mổ còn phải định kỳ đến bệnh viện kiểm tra và phải uống thuốc trọn đời. Mà hơn nữa, nếu tình trạng xảy ra đào thải thì sẽ rất vất vả, tốn tiền của mà bệnh nhân cũng phải quay lại với việc chạy thận. Vậy nên chạy thận là phương pháp được nhiều bệnh nhân lựa chọn. Gia đình cô cứ bàn bạc với nhau cẩn thận rồi mau chóng ra quyết định để chúng tôi còn sắp xếp. Dạ. Huệ buồn bã đứng tựa vào tường bây giờ phải làm sao đây gia đình cô quá nghèo kiếm đâu ra số tiền khổng lồ như vậy từ ngày bị tai nạn giao thông sức khỏe mẹ cô yếu hẳn hầu như chỉ ở nhà chăn nuôi ít con gà và nội trợ bố cô thì vừa mới năm ngoái đây phát hiện ung thư bảng quang tuy ở giai đoạn đầu đã cắt bỏ khối u nhưng chưa biết lúc nào nó tái phát cô thì vừa mới tốt nghiệp ra trường mới xin được việc chưa lâu mọi gánh nặng gia đình đè nặng lên vai chị gái cô chị lan vậy mà ông trời không có mắt đã dáng căn bệnh hiểm nghèo xuống chị căn bệnh chị lan mắc phải người ta nói là bệnh nhà giàu tiền hết là người cũng đi chị lan ý thức được căn bệnh này nên không chịu hợp tác chữa chị chị nói với huệ em không cần tốn không tốn sức chạy chữa cho chị đâu mệnh chị bạc dính phải bệnh này là bị kết án tử chị không muốn làm khổ bất cứ ai nhất là em gái của chị em hãy để cho chị ra đi thanh thản còn khỏe còn đỡ dày vò. Mắc bệnh này, nó giải vò con người ta ghê gớm lắm. Huệ khóc sướt mướt vì thương chị, không muốn chị phải ra đi khi tuổi đời còn đang trẻ như thế này. Cô muốn được ở bên cạnh chị lâu hơn nữa. Cô động viên. Chị dáng chữa trị cho tốt, khoa học ngày nay càng hiện đại, biết đâu sẽ có lúc chữa được bệnh này. Khi đó gia đình mình sẽ chung sống hạnh phúc bên nhau. Không biết chị có dáng được đến ngày đó hay không? chắc chắn được Chỉ cần chị em mình cùng cố gắng Chị phải phấn chấn lên Chị là điểm tựa tinh thần của em Chị có biết không Bố mẹ già yếu rồi Từ trước tới nay Chị luôn bên cạnh nhắc nhở dạy dỗ em Và nuôi em ăn học Chị cố gắng lên chị nhé Cùng em chiến đấu hết mình nha chị Sau nhiều lần bị Huệ thuyết phục Chị Lan cũng chấp nhận phương án điều trị của bác sĩ Thời gian thấm thoát thoi đưa Đã hơn chục năm hai chị em gắn bó với nhau cùng nhau trải qua những thăng trầm cuộc sống, cùng chiến đấu với bệnh tật hoành hành và kiếm tiền gửi về quê nuôi dưỡng cha mẹ già. Năm nay cũng như mọi năm, Huệ cùng chị về quê ăn Tết. Mẹ cô nhìn hai cô con gái dứt ruột đẻ ra phải chịu khổ vì gia đình nên bà rất đau lòng. Hơn 10 năm nay, bà muốn nói với Huệ rất nhiều lần nhưng đành thôi, vì bà biết con gái bà sẽ dứt khoát từ chối ý muốn của bà. Năm nay, bà lấy hết can đảm gọi con gái út lại và nói Huệ à, mẹ biết con vất vả Vì hoàn cảnh gia đình nên con không thể rũ bỏ gánh nặng đang oằn trên vai Nhưng con cũng nhiều tuổi rồi Cha mẹ rồi cũng già cũng ra đi Chị con bệnh tật, nói nhỡ mồm chứ cũng không sống đời với con được Sau này chúng ta đều đi hết Chỉ còn con một mình thui thủi thì biết nương nhờ vào ai con hãy tạm để gánh nặng này xuống, hãy tìm hạnh phúc cho riêng mình đi nhé. Chị con bây giờ sức khỏe cũng ổn hơn chút rồi, chị cũng có việc làm để kiếm đủ thu nhập để trang trải thuốc thang. Bố mẹ sẽ bán nhà này, vào trong ấy ở cùng chị con. Tiền bán nhà cũng đủ để chúng ta thuốc thang và duy trì cuộc sống. Con cứ yên tâm mà lấy chồng. Sau này đặng có chồng, có con cái làm chỗ dựa về già. Huệ nghe mẹ nói thì ứa nước mắt. Bố mẹ cũng bệnh tật, làm sao đủ sức khỏe để vừa chăm mình vừa chăm chị được ạ? À? Rồi nhà này là ông bà để lại, bán đi sau này chỗ nào để thờ phụng? Bố mẹ sẽ cố gắng, mẹ tin chị con cũng sẽ ủng hộ ý kiến của mẹ. Chuyện này mẹ và bố đã bàn tính với nhau rất lâu rồi. Bố mẹ không có con trai nối dõi, khi bố mẹ chết đi thì cũng sẽ gửi lên chùa nương nhờ cửa Phật. Còn con, tương lai con còn dài, con phải lo cho mình. Huệ gục đầu lên chân mẹ rồi nói Con muốn được ở bên gia đình mình Chăm sóc chị và bố mẹ Bà Huệ rúi đầu cô mắng yêu con gái Ngốc quá con ạ à. Phải lấy chồng Để bố mẹ còn có cháu ẵm bồng Để nhắm mắt xuôi tay còn an lòng Cái số chị con khổ rồi đành chịu Con thì khác Con phải sống cuộc sống của mình Hơn 10 năm nay Con đã chịu vất vả rồi Thanh xuân không chờ đợi ai Lấy chồng đi con nhé Chị Lan từ trong phòng bước ra Cũng nghe loáng thoáng được lời mẹ nói Nên nói vun vào Mẹ nói đúng đấy Em phải có tương lai Hơn 10 năm nay em chăm sóc chị như thế Là chị mãn nguyện rồi Nhà cũng không phải bán đâu Bố mẹ cứ ở quê Con tự chăm sóc mình được Nếu em lấy chồng Con sẽ chuyển đến khu nhà trọ Dành cho bệnh nhân chạy thận Ở đó nhiều người cùng hoàn cảnh Sống với nhau cũng vui còn bán hàng online nên cũng sẽ có thêm khoản thu nhập lo cho mình. Cả nhà cứ yên tâm. Em lấy chồng rồi, mọi người sẽ vất vả. Em không muốn thế. Em như thế này, bố mẹ và chị lại buồn hơn. Biết đâu được, gia đình ta lại có thêm thành viên, lại vui hơn thì sao? Chị Lan nói. Ba mẹ con đang ngồi nói chuyện thì khôi con bà Mai, hàng xóm cũ của bà Hòe đi vào. Bà Mai và bà Hoài trước khi chưa lấy chồng là bạn của nhau. Hai nhà ở cạnh nhau nên đi lại cũng thân tình. Từ ngày lấy chồng, cuộc sống của hai bà cũng vất vả nên ít liên lạc, chỉ khi có việc gì thì mới gặp gỡ. Khôi là con trai cả của bà Mai. Tết năm nay bà Mai lên thọ 70 nên muốn làm mấy mâm cỗ báo thọ. Khôi năm nay cũng gần 40 rồi, anh hơn huệ 4 tuổi. Thân hình anh cao hơi gầy và làn da đen nhuốm màu nắng và khói bụi ngần này tuổi rồi anh vẫn lại bóng đơn côi nhìn thấy khôi mắt bà Huệ sáng lên khôi đó hả cháu mau vào đây chơi gớm chửa phiêu bạt bao năm rồi năm nay mới chịu về quê ăn tết đấy hả cháu khôi cúi đầu chào bà Huệ, lan và huệ cháu chào gì chào chị lan chào em bà Huệ đon đả mau ngồi xuống đây uống nước bà kéo anh ngồi cạnh huệ còn bà sang ghế đối diện ngồi Lan thấy người không khỏe nên xin phép vào phòng nghỉ. Bà Hoè chỉ tay vào Huệ, nhìn khôi rồi hỏi: "Cháu có nhớ em nó không?" "Đây là? Cháu không nhớ gì ạ. Cháu đi lâu quá rồi, trước cháu chỉ hay gặp chị Lan nên cháu biết chị, còn em đây có lẽ ít gặp nên cháu không nhớ." "Huệ, gái út của dì, kém cháu 4 tuổi." "Vậy à? Năm nay nhà dì cũng về ăn Tết đông đủ nhỉ." Chị Lan nhìn có vẻ mệt mỏi, "Chị bệnh à?" ừ, làn bị bệnh nan y. Bà Hè buồn giàu, tội nghiệp lắm cháu ạ. À. Vậy ạ, à, chị đã lập gia đình chưa gì? Nó bị bệnh khi chưa kịp lập gia đình. Hai chị em nó nuôi nhau ở thành phố, dì và chú sức khỏe yếu không chăm lo được cho con cái, khiến chúng nó phải khổ. Bà Hè ủ rũ. Cháu đã vợ con gì chưa? Cháu vẫn chưa gì ạ. À? Sao vậy? Nhìn cháu sao đến nỗi nào đâu? Tại con gái họ không thích trai công trình gì ạ. Cháu đen nhẻm như vậy, ai thích đâu. Bà Huệ hất mắt nhìn về phía Huệ, nói với Khôi. Nếu cháu không chê con gái gì, thì gì gả cho đấy. Giọng Huệ hơi gằn lên nói. Kìa, mẹ. Bà Huệ tiếp. Năm nay con bé 35 năm rồi, mà vẫn chưa mảnh tình vắt vai đấy. Hai đứa... Khôi bối rối gãi đầu. Dạ, chỉ sợ em chê cháu thôi, chứ cháu đâu dám chê. Hôm nay cháu đến đây mời gia đình gì Mồng hai qua nhà cháu ăn cỗ ạ Tết năm nay mẹ cháu tròn 70 Mẹ cháu có làm ít mâm cỗ Mời anh em bạn bè đến chung vui ạ Cháu nói giúp mẹ Dì cảm ơn nhé Nhất định dì sẽ đến Dạ Khôi và bà Hòe nói chuyện một lúc Thì Khôi xin phép ra về Cả buổi nói chuyện Bà Hòe và Khôi hỏi chuyện qua lại Còn Huệ chỉ ngồi im lặng lắng nghe Ấn tượng đầu tiên về Khôi không nhiều đối với Huệ anh da đen, dáng gầy, mặc chiếc áo sơ mi màu đỏ mận ôm sát người, trông không hợp mắt cô tí nào. Đã thế, cái cách anh ta nói chuyện với mẹ cô rất nhẹ nhàng và tình cảm. Cô nghe rất giả tạo. Còn Khôi, anh chưa tiếp xúc nhiều với Huệ, không biết cô là người như thế nào. Nhưng nhìn vẻ bề ngoài của cô không lọt vào mắt anh chút nào. Còn gái gì mà trông như cái que củi, gầy gọ xanh sao. Đã thế, lại còn mặc chiếc áo dáng dài bó sát người, Chồng không khác gì cây tăm di động. Chính vì không ấn tượng về nhau nhiều nên họ nghiễm nhiên không thèm bắt chuyện với nhau. Trả lời câu hỏi của bà Hòe chẳng qua chỉ là xã giao thôi. Tiễn Khôi ra về mà bà Hòe cảm thấy lòng hân hoan. Bà biết Khôi, cũng nghe bà Mai kể nhiều về cậu ta. Chồng bà Mai mất sớm nên gánh nặng gia đình đổ hết lên vai Khôi. Anh tự lo bươm trại để kiếm tiền đóng học phí cũng như lo cho em trai ăn học. Bà Mai từ ngày chồng mất, vì thương nhớ chồng nhiều nên cũng buồn rồi sinh bệnh, sức khỏe cũng yếu hẳn. Vì thế, mọi việc trong nhà đều do khôi gánh vác. Vì ở quê việc làm khó khăn, nên anh theo người họ hàng vào Nam làm việc. Đường xá xa xôi cách trở, nên nhiều năm anh mới về quê một lần. Bà cũng từng nghe bà Mai kể chuyện. Khôi có bạn gái người miền Tây. Lúc đó bà Mai không chịu vì nghĩ nhà gái xa xôi, phong tục tập quán lại khác. Khôi lại là con trưởng trong nhà nên bà không thể chấp nhận cô dâu đó. Mặc dù mẹ cấm cản nhưng Khôi và cô gái ấy vẫn qua lại với nhau trong nhiều năm. Tình yêu của họ cũng chỉ là yêu xa nên tình cảm không đến mức làm Khôi phải cãi mẹ để đến với cô ấy. Thế rồi họ cũng chia tay. Chính vì thế mà mãi tận đến hôm nay gần 40 tuổi rồi Khôi vẫn còn độc thân ngày mồng 2 Tết, theo lời mời của mẹ Khôi, bà Huệ đến. Đi theo bà còn có Huệ. Bà bảo bà không biết đi xe máy, tiện có con gái ở nhà nên bà nhờ chợ đến. Bà kéo Huệ tiến đến ngồi cạnh mình. Lâu ngày gặp những người hàng xóm cũ thân thiết, bà Huệ tay bắt mặt mừng, chúc Tết rồi nói chuyện rôm giả. Các bà ngồi lại nói chuyện hỏi chuyện nhau rồi kể chuyện ngày sửa ngày xưa, xa lắc xa lờ. Huệ ngồi nghe cũng không hiểu lắm Ngồi một lúc cô cảm thấy chán nên đi lòng vòng một chút. Đi qua ra nhà bếp thấy bà Mai đang lối húi soạn mâm. Huệ nhanh chân bước vào. Dì để cháu giúp cho ạ. Thôi, cháu cứ ra kia ngồi uống nước để dì làm cho. Cháu là khách, ai lại vào đây thế này? Dì có thằng Khôi phụ giúp rồi. Cháu thấy dì làm có một mình mà, có thấy ai đâu ạ? À, thằng Khôi đang chặt gà ngoài kia. Vậy ạ, à? thôi còn việc gì nữa dì cứ để cháu giúp một tay cho nhanh. Bà Mai cười tươi rồi đưa cho Huệ chồng đĩa bảo Vậy cháu giúp gì ra kia cùng thằng Khôi xếp gà và đĩa nhé Dạ được, cháu không khéo tay xếp không đẹp, gì đừng chê nhé Bà Mai cười xòa Có sao đâu, toán anh em trong nhà nên cũng không cần câu nệ đâu cháu Cháu giúp gì nhé Huệ nhẹ nhàng gật đầu rồi nhận chồng đĩa từ tay bà Mai Rồi đi ra phía sau bếp Khôi đang chặt gà để bày mâm Hôm nay anh mặc bộ đồ thoải mái, rộng rãi, chân đi dép tổ ong, nhìn ra dáng một người đàn ông của gia đình. Thấy Huệ đi ra, Khôi ngước nhìn lên cười bảo. Em là khách ra đây làm gì? Anh đang chặt gà, lại bắn bẩn hết lên người em bây giờ. Không sao đâu anh, em cũng quen rồi ạ. Ở nhà có việc gì cần làm mâm cỗ em đều vào bếp cả. Với ngồi ngoài kia các gì nói chuyện, em cũng không hiểu lắm. Nên kiếm việc gì làm cho đỡ buồn tay buồn chân. Vậy thì em kéo cái ghế phía sau cánh cửa ngồi sang bên này cho đỡ té nước vào người. Xếp gà trong rổ này vào đĩa giúp anh. Mình cần soạn bao nhiêu mâm để em còn căn để xếp cho đủ à? Có 5 mâm thôi em. Dạ, 5 mâm mà hai con gà thì thoải mái anh nhỉ? Ừ, tính mẹ anh không làm thì thôi, làm là cứ thích dôi dư cho thoải mái. Nhìn từng miếng gà khôi chặt đều răm rắp, Huệ khen. Anh khôi khéo tay thật ấy, chặt gà miếng nào ra miếng ấy, Chắc anh cũng hay vào bếp nhỉ? Ừ, anh đi làm. Nếu có dịp anh sẽ vào bếp. Anh cũng thích tự tay nấu cơm cho gia đình. Vậy chắc anh nấu ăn ngon nhỉ? Cũng tạm tạm thôi em. Nấu ăn cho gia đình thì chắc còn ổn. Chứ nấu mầm cỗ thì không biết mọi người có chê không? Như vậy là quá giỏi rồi anh ạ. Em thấy ở quê, đàn ông vào bếp là hiếm lắm. Mà vào bếp nấu ăn ngon như anh lại càng hiếm hơn. Em cũng không khéo nấu nướng Nên rất ngưỡng mộ những ai nấu ăn ngon Ai mà lấy được anh Khôi Chắc hạnh phúc lắm Vậy mà anh vẫn ế nhân răng đêm này Chắc anh Khôi kén chọn thôi chứ Vừa khéo miệng Lại khéo tay như anh Khối cổ chết mê chết mệt lên ý Em cứ trêu anh Vậy em thì sao Sao chưa chịu lấy chồng Huệ có vẻ trầm giọng xuống ngậm ngùi. Hoàn cảnh gia đình em vậy em cũng không yên tâm đi lấy chồng anh ạ à. với lại nhìn em xấu thế này ai thương ạ à? rồi cũng có người phù hợp đến với mình thôi mà nhìn em cũng dễ thương mà chỉ có điều hơi gầy thôi em mà béo lên chút chắc khối anh chết mê chết mệt xếp cả hàng dài ấy chứ Anh lại trêu em nữa rồi hai người vừa làm vừa nói chuyện trêu đùa vui vẻ với nhau Cách nhìn về nhau có phần thiện cảm hơn qua cách nói chuyện khôi thích cái vẻ dí dỏm hóm hình của huệ Huệ lại nhìn thấy ở Khôi vẻ đẹp chững chạc của người đàn ông, nhất là nụ cười tỏa nắng của anh trông rất cuốn hút. Có vài lần hai người tình cờ chạm tay nhau, Huệ cảm thấy người nóng san, hai má nóng lên ửng đỏ. Lén nhìn Huệ, Khôi cũng thấy cô thật đáng yêu, một cảm giác rung động nhen nhóm trong lòng. Khi Huệ và Khôi cùng nhau dọn thức ăn ra bàn, ai cũng tưởng cô là người yêu của anh nên tấm tắc khen. Hai đứa đẹp đôi thế Bà Mai ơi, lúc nào cho chúng tôi ăn cỗ cưới đây? Nhất bà Mai nhé, sắp có con dâu đến nơi rồi. Bữa tiệc hôm ấy trôi qua trong tiếng cười rôm rả của tất cả mọi người. Những câu pha trò rồi chúc tụng của các dì các bác trong bữa tiệc làm Huệ thấy ngại ngùng vô cùng. Cô cứ e thẹn cười tủm tỉm, cứ như kiểu con dâu mới về ra mắt nhà chồng. Khôi cũng thỉnh thoảng nhìn cô, hai ánh mắt bất ngờ chạm nhau đầy bối rối, ngượng ngùng. Ngay ngày hôm sau, bà Mai bảo Khôi chở bà sang nhà bà Huệ chơi. Ý đồ của bà là muốn để Khôi và Huệ có cơ hội chạm mặt nhau nhiều hơn. Hai bà nói chuyện nhỏ to thụ thị rồi cười cười nói nói, chồng có vẻ tâm đầu ý hợp lắm. Còn hai đứa trẻ lớn tuổi lại có nhiều cơ hội chuyện trò để biết về nhau nhiều hơn. Khôi là trai công trình, suốt ngày rãi nắng dầm mưa nên anh có làn da nhốm màu xương gió. Huệ là cô nhân viên văn phòng, thường xuyên ngồi trong máy lạnh, lại gầy gò nên da rẻ có phần xanh sao. Khôi cũng có vài mối tình, nhưng cả hai mẹ anh đều không thích. Với lại anh cũng là yêu vu vơ vậy thôi, chứ cũng không thật sâu đậm. Dân công trình mà, toàn đi vùng núi, vùng sâu, vùng xa nên toàn yêu xa. Giao tiếp với nhau cũng chỉ bằng điện thoại. Một năm cũng gặp nhau đôi ba lần, nhưng chỉ hẹn họ ăn uống, đi dạo, đi xem phim rồi về. Còn Huệ, cô thì lo học rồi lo làm rồi chăm lo cho gia đình. Nên đã hơn 30 mùa xuân xanh, cô vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai. Trong câu chuyện vô vơ, Khôi nói. Đối với anh, gia đình là số một. Em cũng vậy, mẹ anh không giúp anh lấy vợ à? Có chứ, bà mẹ nào chả nóng ruột khi con mình cứ mãi dậm chân tại chỗ hả em? Nhưng mà anh, anh chưa tìm được cô gái nào anh yêu mà mẹ anh cũng thích này. Người yêu hiện tại của anh thì sao? Hiện tại thì anh không có ai. Anh chia tay người yêu cũ cũng được hơn 2 năm rồi. Khôi Thành thật. Cô ấy trẻ hơn anh 10 tuổi. Cả hai bên gia đình cũng không đồng ý mối nhân duyên này. Với lại anh đi nhiều, không có thời gian dành cho cô ấy. Nên cả hai cũng cảm thấy tình cảm nhạt dần, rồi chia tay. Hai năm nay anh không tìm hiểu ai à? Tuổi này rồi nên lười lắm em ạ. Chắc anh ấy đến già thôi Tán tỉnh yêu đương dở ngại lắm Khéo đến nhà người ta Lại chào chú cũng nền <laughs> Khôi gãi đầu Huệ cũng cười tươi bảo Nếu gặp anh ngoài đường Chắc em cũng chào chú đấy Anh già như thế sao Không già mà già thật đó Vậy em còn trẻ chắc Khôi cười đùa Vâng em mới có 17 Ngập ngừng Huệ nói tiếp Lần hai thôi mà anh cả hai cùng phá lên cười, dường như cái nhìn đầu tiên giữa họ đã tan biến đi đâu mất, không còn khoảng cách xa xôi nữa. họ nói hết chuyện này chuyện kia, anh tung cô hứng rất hợp nhau, cảm giác đối phương mới đúng là mạnh ghép cho mình. họ xin số điện thoại, ad nick facebook, zalo của nhau, những câu chuyện hàng ngày hàng đêm cứ thế ngày này qua ngày khác không hết. khôi thường xuyên đến nhà huệ chơi, giúp cô làm việc vặt, cùng cô đi chợ, rồi cùng ăn bữa cơm với gia đình cô. Khỏi phải nói, cả hai bên gia đình đều vui mừng như thế nào khi đôi lứa quấn quýt với nhau. Chẳng mấy chốc mà những ngày nghỉ Tết cũng hết, Huệ trở lại thành phố với công việc. Khôi năm nay quyết định ở nhà để làm dỗ bố. Đã gần 20 năm nay, anh lo công việc, không năm nào ở nhà để thắp cho ông nén nhang, ngại dỗ. Anh rất buồn, nhưng vì công việc bận rộn với địa lý cách trở nên anh không thể về. Vừa hai năm nay anh chuyển công việc mới, anh chưa vội đi tìm việc nên quyết định ở nhà thêm một thời gian với mẹ thấy khôi từ ngoài ngõ đi vào bà mai đã gọi khôi à vào đây mẹ bảo có chuyện gì vậy mẹ khôi đá chân trống xe xuống bước vội vào nhà ngồi xuống cạnh mẹ bà mai nắm tay anh rồi nói lâu lắm rồi con mới ở nhà lâu thế này hay là năm nay con cố gắng kiếm cho mẹ nàng dâu đi mẹ già lắm rồi sức khỏe yếu chỉ mong có cháu bế cháu bồng con lập gia đình rồi Nói gỡ mẹ xuống dưới gặp bố con còn dễ ăn nói Chứ cứ thế này mẹ nhắm mắt cũng không yên lòng Mẹ, mẹ lại vậy rồi Mẹ còn sống lâu với chúng con lắm Mẹ như ngọn đèn leo lắt trước gió Không biết khi nào ông trời đưa mẹ đi Thôi con cố gắng đi Coi như vì mẹ Mẹ thấy cái huệ rất tốt Nếu con ưng mẹ sẽ sang nói chuyện ngay với dì Nga Nhà con bé hoàn cảnh thật nhưng nó vẫn cáng đáng được mọi việc. Nó nhanh nhẹn tháo phát, lại ngoan ngoãn. Mẹ rất thích. Với lại, hai bên gia đình cũng có mối thâm tình. Hai đứa đến với nhau được thì còn gì bằng. Khôi chắp tay phía trước, đầu hơi cúi xuống, vẻ mặt chậm ngâm. Qua mấy ngày tiếp xúc, anh cũng cảm thấy Huệ rất đáng yêu. Nghĩ về cô, anh cũng cảm thấy nao nao lòng. Hôm nào nhắn tin chưa thấy Huệ rép lại là anh cứ ngẩn ngơ nhìn ngó điện thoại suốt. Một lúc anh ngẩng lên nói với mẹ Con sợ cô ấy không thích con Con đồng ý là được Để mẹ đánh tiếng với dì Nga Nói rồi bà đi vào phòng Lấy cái điện thoại bấm số bà Hòe Hai bà cười nói díu dít Bà Hòe nghe xong điện thoại Thì mặt mày hớn hở vô cùng Hôm trước khi Huệ đi Bà cũng dò hỏi ý tứ của Huệ Nhắc đến Khôi Thấy con gái thẹn thùng đỏ mặt Với giác quan của một người mẹ Bà hiểu Huệ cũng có ý với Khôi rồi Hôm nay bà Mai gọi điện báo tin như vậy. Chắc chắn hai đứa đã có tình cảm với nhau. Bà sắp có con rể rồi sẽ có cháu ngoại. Nghĩ bấy nhiêu thôi, bà cũng mát lòng. Không giấu giếm được trong lòng, bà vui mừng khoe với chồng. Chồng bà là một người điềm tĩnh ít nói, nhưng biết tin con gái có người yêu, ông cũng vui mừng, nói cười liên hồi với bà. Không khí trong căn nhà nhỏ của hai ông bà già trở nên rôm rả hơn so với thường ngày hai ông bà ốm yếu nên không mong gì hơn được nhìn thấy con gái yên bể da thất huệ đang nhìn chăm chăm vào máy tính thì một người đàn ông cầm trên tay một bó hoa hồng đỏ gõ cửa bước vào anh ta đeo khẩu trang mặc áo chống nắng trông giống mấy anh shipper giáo giác nhìn quanh phòng một lượt anh ta hỏi cho hỏi ở đây có ai là huệ không ạ à? tôi đến giao hoa huệ ngước mắt nhìn lên là tôi tôi có đặt hoa đâu ạ à? có người đặt hoa nhờ tôi ship, cô nhận giúp. Huệ nhìn bóng dáng người đàn ông có vẻ quen quen, nhưng anh ta mặc áo trùm cả đầu, mắt đeo kính đen, mặt bịt khẩu trang, không thể nhận ra ai được. Không nghĩ nhiều, Huệ bước ra tiến đến gần người đàn ông đó, bất ngờ anh ta cởi mũ, kính và khẩu trang, rồi quỳ xuống dơ bó hoa trước mặt cô. Chúc mừng ngày mùng 8 tháng 3, chúc em mãi xinh đẹp và hạnh phúc. Huệ sững sốt, mắt cô mở to tròn miệng há hốc ngạc nhiên với những gì diễn ra trước mắt mình cô không ngờ kiểu tặng hoa lãng mạn chỉ có trong chuyện ngôn tình hay trên các bộ phim tình cảm trên truyền hình cũng xảy ra đối với mình trước mắt cô là khôi người đàn ông cô vừa mới quen biết không lâu khỏi phải nói cả phòng cô vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt nhận đi nhận đi có người còn hét lớn hôn đi hôn đi huệ nóng gian khắp người mặt đỏ ửng đứng chân chân một lúc chị trưởng phòng không biết tự bao giờ đã đứng ngay phía sau cô huyết và thắt lưng cô nhanh nhận đi không tao nhận luôn bây giờ thích nhé chiều Huệ sướng nhé có anh người yêu lãng mạn thế mà trước nay giấu kỹ thế giọng cái hòa đồng nghiệp của cô vang lên tay còn không quên cầm máy ảnh quay quay chụp chụp rồi nói em phải ghi lại cảnh này ấp lên tường Facebook mới được Huệ lúc này mới giật mình đưa hai tay lên run run đón lấy bó hoa tự tay Khôi. Khôi chào hoa xong, đứng dậy gãi đầu, thẹn thùng bối rối. Cả hai đều ngại ngùng. Nói cho cùng thì đây là lần đầu tiên anh làm việc này và đây cũng là lần đầu tiên Huệ được nhận bó hoa từ một người đàn ông trước mặt bao nhiêu người như vậy. Cả phòng làm việc của Huệ đều đồng loạt vỗ tay chúc mừng, cười nói rôm rả. Khôi ngại quá, đứng chào hỏi mọi người một lúc rồi xin phép ra về trước khi đóng cửa phòng còn ra hiệu cho Huệ đọc tin nhắn điện thoại. Huệ ngắm bó hoa to đụng trên tay. Có lẽ phải đến 99 đóa hoa hồng làm bằng sáp mà lòng vui đến lạ. Cô đến bàn làm việc của mình, cầm điện thoại lên. Có tin nhắn mới. Tối nay 7 giờ tại nướng BBQ nhé, anh đợi. Vui là thế, nhưng tâm trạng Huệ lại cứ ngộn ngang. Suốt cả ngày hôm đó, cô không tài nào tập trung làm việc được đồng nghiệp cô thì hết biết, xì xào nói nói cả buổi. Ai cũng vui lây khi một bà cô trong phòng chưa bao giờ thấy giới thiệu bạn trai lại được trai tìm đến tận nơi làm việc tặng hoa. Anh chàng này nhiều tuổi rồi nhưng cũng lãng mạn ra phết. Không ngờ cái huệ phòng mình vớ được anh chàng ngon dài thế nhỉ. Tào phải giảm cân để mặc váy đi ăn cỗ thôi. Huệ nghe mọi người nói chuyện, không biết nói gì, chỉ cười trừ. Buổi chiều, thấy Huệ không tập trung làm việc, ngồi xoay xoay cái ghế chóng cả mặt. Chị trưởng phòng bảo, hôm nay chị đặt cách cho cái Huệ về sớm, mọi người không được ghen tị đâu nhé. Chị ngồi đây hết buổi, tôi sợ cái ghế của công ty hỏng mất. Huệ cười trừ rồi cũng đứng dậy xin phép ra về. Hôm nay là ngày đặc biệt đối với tất cả chị em phụ nữ trên thế giới này, nhưng cũng là ngày đặc biệt hơn hẳn đối với cô. Lần đầu tiên trong đời, ngày mùng 8 tháng 3, cô được một người đàn ông tặng hoa. Lần đầu tiên cô hẹn hò, lần đầu tiên cô cảm thấy hạnh phúc từ một người đàn ông mang lại. Cô được về sớm nên tranh thủ ghé qua shop quần áo để lựa cho mình chiếc váy xinh xắn nhất. Từ trước tới nay, cô chỉ dám mua những bộ cánh giản dị rẻ tiền ngoài chợ trời, cô chưa dám bước chân vào các shop quần áo vì cô biết giá cả ở đó đắt đỏ. Hôm nay cô đặc biệt tự thưởng cho mình, điều quan trọng cô muốn thật xinh đẹp trước mắt Khôi lần hẹn hò đầu tiên sao có thể xuề xòa được. Tắm rửa xong, Huệ trang điểm một chút rồi khoác lên mình bộ váy mới. Nhìn trong gương, cô thấy mình thật khác, cô như quả hóa thành tiên. Đúng là người đẹp vì lụa, hàng hiệu có khác, mặc đẹp và thích hơn hẳn. Có tiền thích thật. Huệ nghĩ, khoác lên mình chiếc túi sách thương hiệu trợ trời. Hiệu LV mới mua tuần trước, cô dắt xe đến điểm hẹn lần đầu tiên hẹn hò nên cô hơi run anh làm em bất ngờ quá ạ à? thì thì anh anh hôm nay huệ khác quá đứng trước mặt anh không phải là một cô gái gầy gò xanh xao nữa mà là một tiên nữ cô tràn đầy nữ tính trang điểm nhẹ nhưng đủ nổi bật lên những nét xinh tươi của người con gái chiếc váy rất đẹp che đi những khuyết điểm của vóc dáng cô hoàn hảo đẹp Khôi lắp bắp rồi đứng ngay người ra nhìn Huệ Cho đến khi nghe giọng Huệ gọi tên mình Anh Khôi, anh Khôi Huệ vừa khô tay trước mặt Khôi vừa gọi tên anh Khôi giật mình, ngại ngùng vội vàng kéo ghế cho Huệ Em ngồi đi Anh làm gì mà đờ đẫn ra thế Anh vừa gặp nàng tiên Ở đâu? Đây này Khôi hất mặt về phía Huệ Cô ngại ngùng cúi xuống cười bẽn lẽn Khôi cười và đưa menu cho Huệ Bảo cô chọn món cả buổi hai người cùng ăn uống nói chuyện rất vui vẻ. Họ giống như một cặp trời sinh nhưng gặp nhau lại quá muộn màng, đi qua hết cả thanh xuân mới tìm thấy nhau. Dù sao muộn còn hơn không. Chuyện tình cảm của Khôi và Huệ tiến triển nhanh chóng sau đó. Tuy nhiên, Huệ vẫn chưa muốn tiến tới hôn nhân. Nhiều lần, Khôi có ngỏ lời muốn nên duyên với Huệ nhưng cô cứ im lặng không trả lời. Hôm nay vừa đi xem phim về, Khôi nhìn Huệ rồi nói: làm vợ anh nhé huệ cũng nhìn khôi rồi nói em còn gia đình anh ạ à. nếu em lấy chồng rồi ai sẽ lo cho bố mẹ và chị gái em đây em yên tâm anh sẽ cùng em gánh vác em hãy san sẻ gánh nặng đó lên vai anh vai anh rộng hơn sức anh khỏe hơn anh tin anh sẽ làm cho em hạnh phúc huệ cảm động em cảm ơn anh nhiều vì đã thấu hiểu cho hoàn cảnh của em lấy em anh lại vất vả hơn đấy. Anh không ngại khó ngại khổ, anh chỉ ngại anh không đủ khả năng để khiến người phụ nữ của anh được sung sướng. Anh cứ để thư thư cho em có thời gian suy nghĩ nhé, em dối lắm. Em suy nghĩ nhanh lên nhé, kẻo chờ em suy nghĩ xong, anh trở thành ông lão chân đi không vững, mắt không nhìn thấy rõ là không được đâu đấy. Khôi cười hóm hỉnh. Nhanh thôi anh, khoảng 40 năm nữa em trả lời nhé. Ôi trời, nhanh thế <laughs> huệ phá lên cười Khô nhìn huệ cũng cười theo cách nói chuyện của huệ có cái gì đó cuốn hút anh bên cô lúc nào anh cũng cảm thấy thoải mái vô cùng anh biết đây chính là mảnh ghép của cuộc đời anh anh khoác vai cô cả hai cùng dựa vào chiếc xe máy mà nhìn lên bầu trời hôm nay trời nhiều sao những vị tinh tú sáng lấp lánh điểm tô trên bầu trời xóa tan đi màn đêm đen tối ở nơi xa xa có hai vị sao đang tiến lại gần nhau hơn. Ba tháng sau thì đám cưới diễn ra. Do hai người tuổi đã nhiều nên hai bên gia đình cũng thúc ép cưới càng nhanh càng tốt. Cưới vợ thì phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha. Bà Mai đã giục khôi như vậy. Cưới xong được vài tháng thì Huệ mang thai đứa con đầu lòng. Khỏi phải nói cả gia đình hai bên nội ngoại vui mừng khôn xiết bà Mai lại càng mừng hơn khi đó là thằng cháu Đích Tôn mà bao năm nay bà thường ao ước. Ngày Huệ Hạ sinh, bà Mai cũng khăn gói từ quê vào chăm con dâu. Đứa trẻ vừa mới được bế ra khỏi phòng sinh, bà Mai bà Huệ cùng vội vã tiến tới cạnh cô y tá rồi cùng đưa tay để đỡ lấy đứa bé. Bà Huệ rụt tay lại nhường cho bà thông ra rồi nói, bà nội bế cháu đi. Cô y tá trao bé cho bà Mai, miệng cười tươi bảo, Chúc mừng bà nội nhé, cháu trai giống bà quá. Bà Mai vui mừng đón lấy đứa bé, bà cúi nhìn thằng bé, quả giống bà thật. Bởi bố nó khá giống mẹ, thằng bé giống bố nên mới có nét giống bà như vậy. Bà mừng lắm. Cái giây phút này, ngày này cuối cùng cũng đến. Ông ơi, cuối cùng tôi cũng bế trên tay được thằng cháu đích tôn rồi. Từng giọt nước mắt hạnh phúc rơi dài trên má bà bà vội lau nhanh sợ nước mắt rơi xuống mặt cháu bà hòe đứng bên cạnh cũng rất vui mừng vừa nhìn thằng bé vừa vỗ vỗ vào vai bà mai hai bà cứ đứng ngắm nghía thằng bé như vậy một lúc lâu vì huệ khó sinh nên phải mổ con được y tá chăm sóc rồi đưa ra khỏi phòng mổ trước còn huệ phải chờ bác sĩ khâu và xử lý vết thương chờ cho thuốc mê hết tác dụng cô thực sự tỉnh táo mới được đẩy ra ngoài Khôi đứng bên ngoài phòng mổ, lòng nóng như lửa đốt. Con ra, anh chỉ tới ngắm nhìn một lúc rồi giao cả cho hai bà trông. Anh đứng chờ để đón vợ ra. Phải hơn một tiếng sau, Huệ mới được đẩy ra ngoài. Thấy Huệ, anh chạy nhanh lại, nắm tay vợ rồi sụt sùi nói. Em đã vất vả quá rồi, cảm ơn em. Huệ chợt muốn ứa nước mắt nhìn anh, cảm giác mừng vì vừa thoát ra khỏi cửa tử lại được người thương chờ đón thật làm cho người ta dễ xúc động. Khôi vuốt tóc Huệ nói: "Không khóc nhé, khóc là xấu lắm đấy, anh không muốn nhìn thấy vợ xấu đâu, cười lên xem có xinh không nào?" Huệ nở nụ cười tươi nhìn anh âu yếm. "Con đâu anh? Hai bà đang chăm sóc rồi em. Anh thấy con giống ai?" "Giống anh, giống cả em." Khôi hôn nhẹ lên trán vợ mỉm cười rồi đẩy cô về phòng ba ngày sau sinh mổ vết thương của huệ còn chưa liền huệ đau không thể ngồi dậy được huệ phải nằm một chỗ trên giường mọi việc sinh hoạt ăn uống và chăm con đều một tay khôi lo hết anh tỉ mật lau rửa cho vợ hôm đầu tiên bà hòe cũng dành phần vệ sinh lau rửa cho huệ nhưng khôi ngăn bà lại nói mẹ mẹ cứ để con con là đàn ông là chồng nó không nên động vào những cái này sau này đặng hai vợ chồng sẽ khó gần gũi không sao đâu mẹ Huệ đã là vợ con, những gì thuộc về cô ấy con đều yêu. Kể cả xấu đẹp gì, huống hồ cô ấy vì con mà sinh nở đau đớn, phải tàn tạ, phải chịu vết sẹo dài như vậy, cô ấy cũng đã khổ lắm rồi. Có chút việc còn con này, con là chồng sao không làm được? Mẹ cứ để con, vợ con con lo được ạ. À? Mẹ cứ nghỉ ngơi chơi với cháu giúp con là được nhé." Bà Huệ cảm động run run nhìn con rể. Không ngờ nó là đứa suy nghĩ chín chắn thấu đáo như vậy. Vì sinh mổ nên Huệ phải nằm viện 7 ngày, suốt thời gian đó Khôi không rời cô nửa bước, cả ngày anh chỉ quanh quẩn bên vợ và con, dìu vợ tập đi, lau rửa thay quần áo cho vợ. Huệ sinh mổ nên sữa về chưa nhiều, thằng bé lại háu ăn nên Khôi phải pha sữa ngoài cho con uống, thay bỉm tã cho con. Các bà có con cái sinh ở cùng phòng, hết lời khen ngợi Khôi đàn ông sao mà khéo thế? Chăm con chăm vợ đâu ra đấy? Lần đầu tiên làm bố mà khéo quá. Cô Huệ được chồng chăm sướng thế thì để cả chục đứa cũng được. Hai bà thông gia cũng phấn khởi nhìn nhau. Họ chỉ việc lo cơm nước đưa lên cho hai vợ chồng và lấy đồ bận về nhà giặt thôi. Chứ việc chăm con cháu các bà không phải động tay một chút nào. Bà Huệ vui nhất bà vui vì con gái bà tuy xuân muộn nhưng cũng tìm được đúng mảnh ghép cho cuộc đời mình có một người mẹ chồng hiền lành thương con cháu một người chồng đảm đang khéo léo lại chiều chuộng vợ một cậu con trai đầu lòng bụ bẫm đáng yêu thực sự thấy con gái lấy chồng như vậy trong lòng bà không còn gì để bà phải lo lắng huệ cũng rất vui cả tháng ở cữ luôn có chồng túc trực có mẹ chồng lo cơm nước đầy đủ nên sức khỏe cô phục hồi nhanh chóng. Cô hầu như không phải động chân động tay vào việc gì, ngay cả việc thay tã cho con. Việc của cô chỉ là ngủ nhiều để lấy lại sức, lúc nào con đói thì cho con bú, mọi việc còn lại chồng và mẹ chồng lo hết. Mẹ đẻ cô cũng không phải ở chăm cữ cô ngày nào. Nhiều người bảo cả thế giới này chắc chỉ mỗi huệ là sướng như vậy mà thôi. Lấy chồng không giàu có gì nhưng được cả nhà chồng chăm lo từng ly từng tí khi sinh nợ như vậy quả là điều mong ước của rất nhiều người. Hạnh phúc chưa tẩy gang thì biến cố xảy ra không ai ngờ được. Huệ sinh xong được hơn một tháng thì Khôi cũng đi làm. Anh làm gần nhà để có thể đi về với vợ con thường xuyên. Khi em bé được tầm 4 tháng thì Khôi báo vợ là phải đi xa mấy ngày. Huệ thắc mắc. Làm công nhân làm gì mà phải đi công tác thế? Anh làm công nhân nhưng kinh nghiệm đã nhiều năm. Công ty cần nhập vật liệu mới mà anh em trong công ty lại không rảnh lắm nên anh quản lý nhờ anh đi cùng. Anh đi mấy ngày? Tầm vài ba ngày thôi em, xong việc lúc nào thì về lúc đó. Em ở nhà chịu khó lo cho mình, cho con nhé. Nói rồi anh hôn con và hôn vợ rồi xách ba lô đi. Ngoài đường xe taxi đã chở sẵn ở đó. Lần đi xa này của anh sao Huệ cứ cảm giác bồn chồn không yên. Alo, anh tới rồi, em đang ở đâu? Em ở phòng số 15 tầng 6. Được rồi, chờ tí anh lên." Khôi xốc lại ba lô trên vai và tiến vào trong khách sạn. Đến phòng số 15, anh gõ cửa. Giọng người phụ nữ bên trong vang lên: "Mời vào, cửa không khóa." Anh đẩy cửa bước vào, đã hơn 3 năm không gặp mà sao nhìn phương khác quá. Cô trông béo hơn ngày xưa rất nhiều lúc trước cô luôn bảo giữ dáng thế này thế kia trao chút vẻ bề ngoài lắm mà nay sao thân hình cô lại ra như thế kia phương nhìn thấy khôi thì nói anh khôi lâu lắm không gặp ừ trông em khác quá kể từ khi chia tay anh em như lợn nhập ấy cứ ăn suốt ngày lúc nào cũng thấy đói em cũng có quen một vài người nhưng tất cả đều chóng vánh rồi chia tay em mắc bệnh u tuyến giáp bác sĩ nói phải mổ nếu khả quan thì có thể sống lâu được hơn còn không thì phương khóc nức nở em biết anh đã có gia đình nhưng trước khi lên bàn mổ em muốn được nhìn mặt anh một lần cuối dạo gần đây em thường ngủ mơ thấy anh em muốn ôn lại chút kỷ niệm giữa hai chúng mình lỡ sau này âm dương cách biệt em cũng an lòng kìa sao em lại nói gở vậy em phải lạc quan lên chứ em còn trẻ tương lai còn dài mà ngoài kia sẽ còn rất nhiều người tốt hơn anh em phải khỏe mạnh lên nhé hồi đó chia tay anh xong em mới thấy hụt hẫng đi rất nhiều em đã rất nhiều lần lấy hết can đảm để gọi cho anh nhưng rồi lại không thể chúng ta khác biệt quá nhiều nhất là gia đình em luôn cấm cản mỗi khi em nhắc về anh em khổ tâm quá khôi vỗ vai phương động viên mọi chuyện qua hết rồi bây giờ anh đã có gia đình mới vợ anh là người rất tốt cô ấy có tốt hơn em không anh không biết, nhưng anh nói em cũng đừng chạy lòng nhé. Ở bên cô ấy, anh cảm thấy mình là người đàn ông thực thụ, muốn vươn tay che chở cho cô ấy. Anh yêu cô ta. Khôi im lặng rồi gật đầu. Phương chua chát rồi khóc lên nức nở chạy tới ôm chậm Khôi. Em biết thế này là sai, nhưng xin anh, xin anh hãy cứ đứng yên một lúc như thế này nhé. Khôi đưa tay gỡ tay Phương ra khỏi người anh nhưng hai bàn tay phương nắm chặt nhau ôm gỉ lấy anh không rời chỉ một chút thôi anh khôi buông thõng hai tay xuống cứ đứng yên như vậy cho phương ôm anh nhìn ra cửa sổ cảm giác tội lỗi với vợ dâng lên nhưng anh không biết phải làm sao khách sạn này là nơi đầu tiên anh và phương gặp gỡ khôi cùng công ty đi nghỉ mát còn phương thì đi công tác họ gặp và yêu nhau ngay cái nhìn đầu tiên hai ngày khôi ở cùng phương họ cùng đi chơi cùng nhau dạo biển dưới hoàng hôn, cùng ngồi ngắm mặt trời mọc, cùng thưởng thức ẩm thực nổi tiếng tại nơi đây. Họ ôn lại hết kỷ niệm mà những ngày đầu tiên gặp gỡ, họ đã có cùng nhau. Lúc đó, họ nắm tay nhau hay trao nhau những nụ hôn nhẹ nhàng lãng mạn. Còn lúc này, họ chỉ đi cạnh nhau như vậy thôi. Còn những cái nắm tay thì quá xa vời. Có lúc Phương cũng chủ động nắm tay Khôi, nhưng Khôi nhất quyết cự tuyệt. Anh nhẹ nhàng đưa mắt như ra hiệu với phương rằng chỉ cần đi cạnh là được không nên nắm tay như thuở ban đầu vì anh đã có vợ làm như vậy không hay đâu bên phương nhưng khôi vẫn luôn cầm chăm chăm cái điện thoại lúc đi cạnh phương thì anh nhắn tin cho vợ lúc không có phương thì anh gọi video cho vợ ngắm vợ ngắm con nhiều lúc phương cũng tình cờ bắt gặp cảnh anh hạnh phúc khi nói chuyện với vợ cũng thầm ghen tị với người đàn bà ấy có lần phương nói anh có thể không liên lạc với vợ dành một ngày trọn vẹn với em được không anh biết em sẽ rất khó chịu nhưng anh đã nói với em là anh đã có vợ anh phải liên lạc thường xuyên về với cô ấy vì từ khi quen cô ấy không quá một buổi là anh với cô ấy không liên lạc với nhau bây giờ nếu không liên lạc một ngày với cô ấy cô ấy sẽ lo lắng lắm anh không làm thế được phương nhìn anh rồi nói Lúc yêu em anh không như thế Khôi cúi đầu không nói gì Mình về thôi anh Như vậy là quá đủ đối với em rồi Chứ em không thể ở bên anh Mà tâm trí anh đang thuộc về người khác Xin lỗi em Anh đã không làm em vui vẻ hơn được Được gặp anh Nhìn thấy anh như vậy Là em cũng mãn nguyện lắm rồi Trước khi chia tay Chúng mình có thể chụp chung một kiểu ảnh Để em làm chút kỷ niệm Còn nhìn ngắm lấy động lực Trước khi vào phòng mộ không anh. Nhìn ánh mắt đầy khẩn khoản van lơn của Phương, Khôi không nỡ từ chối. "Được, nhưng em không được đưa lên mạng xã hội hay cho ai biết đâu đấy nhé." "Ok anh, cảm ơn anh đã tham gia cuộc hẹn này." Sơ máy ảnh lên, Phương bấm nút tách một cái, nhìn ngắm lại ảnh rồi ngước lên nhìn Khôi nói, "Anh có lo lắng nếu ngộ nhỡ vợ anh biết được, chúng ta hẹn hò như thế này không?" anh đã sai khi lừa dối cô ấy để đi gặp em. Nhưng dù sao thì em với anh đã bên nhau một thời gian khá dài, em lại đang trong tình cảnh thế này, anh không nỡ. Thôi thì coi như chúng ta tình cờ gặp lại, chúng ta cũng không làm gì quá giới hạn. Nếu như cô ấy biết được thì anh tin cô ấy cũng sớm hiểu ra mà tha thứ cho anh thôi. Cô ấy độ lượng như vậy sao? Anh hiểu vợ anh, cô ấy là người có tình có nghĩa, có trước có sau nếu như vì chuyện này mà cô ấy đòi chia tay anh thì thì anh có quay lại với em không nếu như em hồi phục sức khỏe mắt phương sáng lên miệng nhanh nhảu cướp lời của khôi chắc chắn là không rồi xin lỗi em nếu như cô ấy đòi chia tay thì anh sẽ làm mọi cách để cô ấy có thể quay lại với anh còn nếu không được nữa thì anh sẽ ở vậy luôn xin lỗi em nhưng trước nay anh chưa từng sống với ai hợp với mình như cô ấy cả vậy anh về với người vợ hoàn hảo của anh đi em cũng không giữ nữa giọng phương buồn rầu xin lỗi giữa chúng ta đã chấm dứt rồi coi như chuyến đi này là chuyến đi tạm biệt mà trước đây chúng ta chưa làm chúc em điều trị tốt ca mổ thành công và sớm có cuộc sống bình thường hạnh phúc chúng ta vẫn sẽ là bạn chứ được khôi trả lời nhanh gọn phương nhìn khôi không nói gì khôi quay người bước đi anh trở về phòng thu dọn hành lý rồi ra bến bắt xe về nhà về đến nhà khôi tỏ ra như không có chuyện gì vẫn chăm sóc yêu thương vợ con như cũ anh đã quên sạch những ngày bên phương vì anh nghĩ đó là cuộc gặp gỡ nghĩa tình coi như là cứu rỗi người hoạn nạn còn phương cô lại khác ra về cô vẫn còn lưu luyến không cam lòng khi thấy người đàn bà kia được hưởng hạnh phúc còn cô thì lại thống khổ cô liên tục nhắn tin cho khôi Cô chỉ đọc rồi để đó không trả lời. Khi cô nói về chuyện sức khỏe, anh mới có vài lời hỏi thăm qua loa, một vài câu động viên rồi thôi. Một hôm, Khôi đang ngồi chơi với con ở ngoài sân, Huệ đang ở trong phòng. Cô tìm mãi không thấy điện thoại của mình. Từ ngày sinh con, não cô như não cá vàng, để đồ đạc ở đâu rồi cũng không nhớ. Điện thoại Khôi để trên bàn, cô định lấy để gọi thử xem điện thoại mình để đâu vừa cầm máy khôi lên, cô nghe tiếng chuông Zalo vang lên. Tình cờ cô chạm phải nút mở, người gửi có nickname bạn. Bức ảnh được người kia gửi đến cho chồng cô khi lại cảnh hai người đang cười. Anh thì nhìn lên camera, còn cô ta lại nhìn anh rất tỉnh tứ. Tự dưng một cảm giác bất an trào dâng trong lòng Huệ. Cô đưa tay vuốt lên phía trên, một loạt dòng tin nhắn ngọt ngào của cô gái kia gửi đến cho anh. Thương có, nhớ có, kể chuyện cũng có phía anh thì thỉnh thoảng mới có đôi câu trả lời hỏi thăm càng lướt lên phía trên thì tin nhắn trao đổi qua lại giữa hai người càng nhiều họ còn hẹn hò nhau nữa nhìn khoảng thời gian nhắn tin trò chuyện huệ như chết lặng là hai ngày chồng cô bảo đi lấy vật liệu cho công ty anh đã nói dối cô anh đã hẹn hò với người này nhìn trang cá nhân của người gửi rồi đọc hết tin nhắn thì huệ chắc chắn cô gái này là người yêu cũ của anh Tim Huệ như đập nhanh hơn, mắt cô nhòe đi, chân còn không đứng vững. Cô ngồi thụp xuống ghế, trời đất như đổ sụp trước mắt cô. Một người chồng luôn yêu thương chiều chuộng cô, luôn chăm sóc đứa con cẩn thận chu đáo. Một người chồng chỉ biết ngày đi làm rồi tan giờ chạy nhanh về ôm con, mà hôn mà hít. Vậy tại sao anh lại có thể dối cô để hẹn hò với người yêu cũ? Người ta có câu, tình cũ không rủ cũng tới, quả đúng không sai mà. Huệ cứ thế ngồi khóc, khóc nhỏ rồi khóc to nghẹn ngào. Khôi đang chơi với con ngoài sân, nghe tiếng Huệ khóc liền hốt hoảng chạy vào. Anh chưa hiểu chuyện gì, bàng hoàng hỏi. Có chuyện gì vậy em? Em làm sao thế? Huệ nước mắt như mưa, càng gào khóc to hơn. Cuộc đời cô những tưởng đã may mắn gặp được người chồng tốt, vậy mà anh ta không chung thủy, có vợ rồi còn tàng tiễu với người khác. Tim cô đau, cô khóc, cứ khóc mãi khôi không hiểu vợ có chuyện gì mà khóc như mưa vậy nên cứ đứng lay vợ hỏi gặng mãi khôi càng hỏi huệ càng khóc to cô buông điện thoại anh lên bàn rồi khóc to hơn khôi nhìn điện thoại rồi hiểu ra tất cả anh khổ sở cô ấy nói với anh là cô ấy sắp chết rồi không sống được bao lâu nữa cô ấy muốn gặp anh lần sau cuối huệ chua chát gặp sau cuối gặp sau cuối mà cái mặt hớn hở thế kia à nhìn mặt đâu có giống người sắp chết đâu lúc cô ta gọi điện cho anh thì nghe giọng cô ấy thì thào bảo thế cô ấy muốn trước khi vào cửa tử muốn gặp lại anh ở nơi bọn anh bắt đầu để ôn lại chút kỷ niệm sau cuối vậy là anh nghe cô ta buông vài lời than vãn như thế rồi nói dối vợ chạy như bay đến với cô ta sao anh cũng muốn từ chối lắm thậm chí anh cũng nói là anh đã có vợ anh không thể đi được cô ấy còn nói nếu anh không gặp thì cô ấy ra đi không nhắm mắt. Anh nghĩ hết tình rồi còn nghĩa. Nên anh cũng không đành dựng dưng như không. Anh thề anh chỉ gặp rồi đi chơi với cô ta như hai người bạn. Bọn anh không làm gì có lỗi với em đâu. Hai người giấu tôi cặp kẻ với nhau như thế mà còn không có lỗi với tôi sao? Vợ à, anh yêu vợ yêu con. Em biết điều đó mà. Thực sự anh không muốn nhìn thấy em đau lòng như thế này đâu tìm em đau thì tim anh cũng tan nát khôi khổ sở ôm hai bờ vai của vợ thuyết phục em không tin tại sao anh Quang Minh chính đại lại không nói rõ trước với tôi em thông cảm cho anh vì anh nghĩ chỉ đi gặp rồi về nếu em biết được lại càng khó xử hơn nên đành nói dối còn như em không biết gì thì sẽ tốt hơn anh thể anh không có chút tình cảm gì với cô ta nữa bọn anh chưa xảy ra chuyện gì cả lời anh nói liệu tôi có tin được nữa không huệ nhìn liếc khôi một cái rồi đứng dậy lấy vài bộ đồ ra bế con rồi đi ra khỏi cửa mặc cho khôi níu kéo em định đi đâu em đưa con đi đâu tôi cần yên tĩnh tạm thời tôi không muốn nhìn mặt anh tôi sẽ về ngoại ít ngày anh yên tâm tôi yêu đời lắm không làm chuyện gì dại dột đâu mà anh lo anh về lo cho cô người yêu cũ của anh đi cô ta sắp chết rồi đấy giọng huệ cong lên vẻ chua chát để anh đưa em về ngoại không cần tôi tự đi được khôi đứng thẫn thờ nhìn vợ và con dần xa cho đến khi bóng cô khuất dạng sau bức tường rào bà mai đi chợ về nhìn thấy khôi ngồi ủ rũ hai tay ôm lấy chán nhìn quanh quẩn không thấy mẹ con huệ đâu bà nóng ruột hỏi hai mẹ con đâu rồi sao trông mặt con nghệt ra thế kia cô ấy về ngoại rồi ạ à? về ngoại sao tự dưng lại về ngoại Lúc sáng nay mẹ đi chợ vẫn còn vui vẻ. Con nói với mẹ là về ngoại đâu? Hai đứa cãi nhau đấy à? Khôi không trả lời mẹ, buồn rầu đi thẳng vào phòng, đóng sầm cửa lại. Ơ hay cái thằng này, không biết có chuyện gì? Bà Mai đứng lẩm bẩm, bà rút cái điện thoại cục gạch bấm số gọi Huệ. Chuông điện thoại reo lên trong phòng. Nó đi mà không cầm cả điện thoại, vậy chắc chắn hai đứa cãi nhau rồi. Trước giờ, cái Huệ nó về nhà ngoại đều thông báo trước một vài ngày cho bà cơ mà. Phải hỏi rõ thằng Khôi mới được. Nghĩ rồi, bà quay qua gõ cửa phòng Khôi. Mày ra đây cho mẹ, nói rõ xem có chuyện gì xảy ra nào. Còn Huệ trước giờ có như thế đâu. Ra đây. Mẹ để con yên một lát được không? Mày phải nói rõ cho mẹ biết xem, chuyện gì thì mẹ mới giúp chúng mày giải quyết được chứ. Mẹ không giúp được đâu, mẹ để con yên là giúp con rồi đấy. Bà Mai buồn bã liền bấm số gọi bà Huệ. Cái Huệ đã về đến nhà chưa bà? Chưa. À đây rồi. Mẹ con nó đang ở cửa. Sao vậy chị? À không sao. Nó bảo về ngoại nên tôi gọi hỏi cho yên tâm vậy thôi. Dì nghỉ đi nhé. Bà Huệ thấy con về vừa mừng lại vừa lo. Con bé về đột ngột như vậy là sao nhỉ? Trước đây mỗi lần về là tối hôm trước đã gọi điện ý éo, bảo mẹ sáng đi chợ mua thêm thức ăn cho nó ăn ké vài hôm mà. Lạ nhỉ? Nghĩ vậy, nhưng thấy con gái bế cháu bước ra khỏi xe, bà nhanh chân chạy ra đón lấy thằng cháu. Sao hôm nay về không báo trước để mẹ con đi chợ? Huệ cười che đi nỗi buồn sâu thẳm, cố giấu không cho mẹ biết những gì vừa xảy ra. Cô nói, thỉnh thoảng con về chơi đột ngột để xem bố mẹ thường ngày ăn uống như thế nào chứ. Chả bố cô, lấy chồng rồi lại còn muốn điều tra chúng tôi nữa cơ à? con lấy chồng chứ có phải bỏ cha mẹ đâu mà. Con quan tâm bố mẹ chút không được à mẹ? Không cần, con cứ lo cho chồng cho con của mình đi. Hai ông bà già vẫn sống khỏe, sống tốt. Các con có hạnh phúc thì bố mẹ cũng an lòng. Tự nhiên Huệ nghẹn ngào, cô ôm mẹ mà khóc nức nở. Sao thế? Gần 40 rồi mà lại như đứa con nít dễ khóc thế. Một tay ôm cháu, một tay bà vuốt vuốt lưng Huệ an ủi vào nhà thôi con. Thằng Khôi bận đi làm hay sao mà không đưa hai mẹ con về. Anh ấy bận lắm mẹ. Với lại từ ngày con lấy chồng, nghỉ không đi làm nên tài chính trong nhà anh ấy lo hết. Vì thế con cũng không muốn anh ấy bận tâm nhiều. Hai mẹ con về thế này, nó đi làm về không thấy chả nhớ à. Anh ấy có việc phải đi xa vài ngày, ở nhà hơi buồn, nhớ bố mẹ nên con về chơi. Ừ, thế ăn gì để mẹ chạy ra chợ mua nào? Thôi mẹ, con ăn gì cũng được Bố mẹ ăn gì thì con ăn nấy thôi Không được Con còn cho con bú Phải ăn còn có sức Không ăn đơn giản như bố mẹ được Bế con đi Mẹ ra ngoài bắt con gà vào làm thịt Mẹ làm món gà chiên mắm con thích nhé Yes sir Mẹ là nhất Yêu mẹ nhiều lắm Chả bố cô Giỏi nịnh Nhanh bế con để mẹ nấu nướng Kẻo chưa muộn rồi Bà Hòe mắng yêu con gái Rồi trao đứa cháu bà đi thẳng ra chuồng gà bắt một con thật to, thật ngon vào làm thịt thiết đãi con gái. Trong tâm bà cũng nhen nhóm nỗi băn khoăn. Linh cảm người mẹ cho biết con gái bà đang gặp chuyện chắc trở bên nhà chồng. Nghĩ vậy nên bà cố nấu món thật ngon để con gái phần nào giải tỏa được sự căng thẳng khó chịu trong lòng. Cả ngày bà vẫn để ý đến sắc mặt của Huệ. Cô chơi với con cả ngày không rời. Thỉnh thoảng cô nhìn con rồi quẹt ngang giọt nước mắt đang chật chảo ra. Tất cả hành động của cô đã thu vào tầm mắt bà Thấy con gái đang ngồi ngoảnh lưng ra cửa Bà hắng giọng mở cửa Huệ lau vội nước mắt quay lại nhìn bà Huệ Mẹ Cuốn yêu của bà dậy rồi à Để bà nựng cháu bà tí nào Bế thằng cháu ngoại trên tay Bà nựng yêu rồi nói Cháu bà ghét quá Mau lớn cho mẹ cháu đỡ vất vả nhé Huệ không nói gì nhìn bà Huệ Nhìn thằng bé rồi nhìn ra cửa sổ thở dài Bà Huệ nói tiếp Bố mẹ sinh con ra chỉ mong con cái trưởng thành khỏe mạnh và có gia đình yên ấm. Nếu gặp chuyện không hay, con hãy nhớ, nhà này luôn thuộc về các con, luôn mở cửa chào đón các con trở về. Về nhà rồi, con cứ thoải mái khóc thật to, không phải kìm nén đâu. Mẹ Mẹ biết con đang gặp chuyện không vui. Bình thường về nhà con sẽ gọi báo trước cho mẹ, rồi cả ngày con sẽ ôm khư khư cái điện thoại, chẳng biết làm gì mà cứ cười tủm tỉm cả ngày thằng bé cứ chết cho ông bà nhưng hôm nay con về lại hoàn toàn khác cả ngày ru rú trong phòng nhìn con rồi thở dài nước mắt giọt ngắn giọt dài điện thoại thì không đem theo chắc chắn con đi rất gấp rồi có phải con và thằng khôi cãi nhau phải không mẹ ơi không có chuyện gì đâu mẹ có chuyện gì thì hai con nên ngồi lại bình tĩnh nói chuyện thẳng thắn với nhau tránh mặt nhau như thế này là không hay. Tất nhiên, khi nóng này không ai có thể bình tĩnh được. Còn về nhà thế này cũng phần nào lấy lại được bình tĩnh rồi đúng không? Thẳng Khôi là người tốt. Mẹ tin mẹ không nhìn nhầm người đâu. Hai đứa có hiểu lầm gì thì cố gắng bỏ qua cho nhau. Chín bỏ làm mười. Mình là đàn bà, chịu nhín nhường đi một chút, nhìn con mà sống. Đừng vì cái tôi cá nhân mà đánh đổ hạnh phúc vợ chồng ly tán để con cái phải chịu khổ nghe con giờ thì con đã hiểu vì sao bố mẹ ngày xưa chưa bao giờ to tiếng với nhau rồi bố mẹ cũng có lúc bất đồng quan điểm chứ nhưng bố mẹ tự đóng cửa bảo nhau không để người ngoài biết trong nhà đang lục đục nhất là trước mặt các con bố mẹ lại càng không thể cãi vã nếu làm như thế sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của các con mẹ có lúc nào bố lừa dối mẹ không sao con lại hỏi vậy bố con chưa bao giờ làm gì có lỗi với mẹ mà phải lừa dối cả kể cả nếu có thì ông ấy cũng không muốn mẹ buồn nên có thể đã nói dối để mẹ khỏi lo thôi vậy nếu mẹ biết được bí mật động trời của bố và bố đã lừa dối mẹ thì mẹ sẽ như thế nào tất nhiên không ai vui mừng khi mình bị lừa dối cả nhưng mẹ sẽ xem xét lời nói dối đó nó có ảnh hưởng như thế nào đến hạnh phúc gia đình nếu là lần đầu và không xảy ra hậu quả nghiêm trọng thì mẹ cũng sẵn sàng tha thứ để gia đình yên ấm còn nếu bố con cứ được đà lần này lượt khác dối trá thì mẹ sẽ dừng lại sống cả đời với kẻ dối trá lúc nào cũng trong tâm trạng nghi kỵ xem lời nào là lời thật lời nào là dối mệt mỏi lắm con ạ à. thẳng khôi lỡ con nói dối con cái gì thì chắc hẳn vì nó có nỗi khổ riêng Mẹ nhìn cách nó đối xử với con, với gia đình mình. Mẹ nghĩ nó thật lòng với con. Con đừng quá nặng nề mà đánh mất tất cả. Nên suy nghĩ cho thấu đáo nhé. Cần thì cứ lấy điện thoại của mẹ mà dùng. Nói xong, bà Huệ bế thằng bé ra ngoài chơi. Còn lại mỗi mình Huệ trong căn phòng và chiếc điện thoại bà Huệ để lại. Suy nghĩ một lúc lâu, cô định cầm điện thoại bấm số gọi cho chồng. Nhưng rồi cô lại buông xuống cô không gọi nữa mà đóng cửa ra ngoài đi dạo. Huệ bước chậm rãi trên con đường mòn, cảm nhận từng cơn gió nhẹ mơn man trên da. Mỗi bước chân đều nhẹ nhàng như hòa vào nhịp thở của thiên nhiên. Những bông hoa dại mọc ven đường với đủ màu sắc đung đưa trong gió như chào đón bước chân người khách. Bầu trời dần chuyển màu từ xanh lam sang hồng tím, tạo nên một khung cảnh huyền ảo. Ở cuối chân trời, mặt trời đang đỏ rực rồi từ từ lặn xuống đường chân trời, để lại một vệt sáng dài trên nền trời. Cánh đồng chìm trong ánh hoàng hôn, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp như một món quà mà thiên nhiên ban tặng. Xa xa, những cánh chim bay về tổ, để lại những tiếng gọi đồng đội vang vọng giữa không gian tĩnh lặng. Bầu không khí dần mát mẻ, dễ chịu hơn, mang theo cảm giác bình yên khó tả huệ dừng chân ngồi xuống một tảng đá ven đường hít thở thật sâu để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của buổi chiều trên cánh đồng quê tất cả những cảm giác đó sự thanh bình và tĩnh lặng của thiên nhiên làm cho huệ thấy lòng mình như vơi nhẹ đi nỗi buồn đang ngồi chậm ngâm cô nghe tiếng gọi tên mình quen thuộc huệ ngoảnh đầu nhìn lại cô thấy khôi đang dạo bước tiến về phía mình anh ngồi trước mặt cô nắm lấy tay cô rồi nói em về với anh đi anh không thể chịu nổi cái cảm giác này được anh xin lỗi em ngàn lần xin lỗi em bây giờ em muốn anh làm gì để được em tha thứ thì hãy nói cho anh nghe dù trả bất cứ giá nào anh cũng cam lòng huệ nhìn khôi rồi thở dài nhìn xa xăm đầu óc cô trống rỗng khôi cầm tay huệ rồi đánh lên mặt mình em đánh anh đi đánh cái thằng tệ bạc này đi đánh mạnh vào huệ rụt tay lại anh làm gì thế chỉ có hai đứa mình ở đây anh đã sai rồi em đánh anh đi cho hạ dạ nhé đánh chết cái thằng phụ bạc này đi đánh chết anh thì em đi tù à vậy rồi con ở với ai nghe huệ nói vậy khô như đoán được tâm ý của vợ anh cười nói vậy coi như em tha lỗi cho anh rồi nhé anh hứa sẽ không bao giờ nói dối vợ lấy nửa lời nữa đâu anh chừa rồi vậy nếu cô ta lại đến tìm anh nữa thì sao sẽ không có lần nữa đâu anh đã chặn số của cô ta rồi biết đâu cô ta dùng số khác để gọi anh anh sẽ đưa cho vợ giữ máy rồi tùy vợ xử lý coi như anh không quen cô ta nhé tha lỗi cho anh mình cùng về với con nhé khôi ôm huệ vào lòng hôn lên trán lên mắt lên má rồi từ từ đặt môi mình lên môi cô nụ hôn ngọt ngào và ấm áp. Đối với Khôi, Huệ chính là mạng ghép hoàn hảo nhất của cuộc đời mình. Và Huệ cũng vậy. Cô yêu anh, rất yêu anh. Khi biết chuyện anh với người yêu cũ gặp gỡ nhau, cô rất giận. Và hơn hết, điều cô sợ nhất là đánh mất anh. Từ ngày cô quen anh đến nay, anh chưa làm gì để cô phải buồn cả. Anh đối đãi với bố mẹ cô như bố mẹ ruột, thường xuyên hỏi han quả biếu cho ông bà. Còn chị gái cô, anh chủ động hàng tháng gửi cho một khoản tiền cho chị để chị có thêm kinh phí chữa bệnh nhất là đối với cô chưa bao giờ khôi để huệ phải làm việc nặng nhọc đi làm thì thôi còn về nhà anh tranh hết việc của vợ nghĩ lại bấy nhiêu thôi cô cũng cảm thấy lời nói dối kia cũng không đáng để cô đánh mất anh huệ đẩy nhẹ khôi ra rồi nói em chưa nói tha thứ cho anh mà thôi giận dai thế phải xem thái độ của anh như thế nào đã, biết đâu được anh lại ngựa quen đường cũ. Mà như thế cũng tốt, em lại có cơ hội đổi chồng. Gái một con bây giờ đang hot lắm. <laughs> Khôi cũng cười xòa rồi ôm chặt lấy Huệ, hai người cùng nhìn về phía chân trời. Nơi đó, tiếng chim lạc bầy đã không còn nữa, chắc hẳn nó đã tìm lại được tổ ấm của riêng mình cảm ơn các bạn đã nghe hết câu chuyện trên kênh của chúng tôi nếu cảm thấy câu chuyện hay và ý nghĩa thì hãy ấn like và để lại phần bình luận phía dưới nhé đừng quên ấn subscribe để không bỏ lỡ những câu chuyện mới nhất từ chúng tôi cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau